Alo. Hello. Hello. Alo. Hello. Hello. Alo. Hello. 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 Alo. Hello. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Anh xuống. Gì đây? Mày nói ba chìm với nước non, rắn nát dầu tay kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Alo, Belo Celo. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nỗi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Gửi vào đây, vào đây tâm hồn người Việt, gửi vào đây, vào đây vui buồn người Việt, đây chúc mãi sân đình, đây phút công mãi đình, hồn Việt Nam như thế. Chào em, anh like chị. Của hòa bình minh, gửi vào đây, vào đây tâm hồn người Việt. Đây là bánh trôi. Báo cáo anh kèm, hôm nay là Tết Hàn thực. Đây là bánh trôi. Bánh trôi, yeah. Bánh trôi. Thân em vừa tắng tắng lại vừa tròn, yeah. Bảy nổi ba chìm với nước non, đúng không? Rắn nát cái gì đấy, mặc dầu tay kẻ nặng, đúng không? Mà em vẫn giữ tấm lòng son, quá là tuyệt vời. Đây là bánh trôi, yeah. Và đây là bánh chay, đây là bánh chay. Và hôm nay là Tết Hàn thực, mùng 3 tháng 3. Xin gửi lời chào tới anh em Cali, đặc biệt là giai cấp trôi sông ở Cali, những giai cấp cá rỉa trôi sông. Không biết ở bên đó họ có ăn bánh trôi, bánh chay không anh em nhỉ? Tớ vừa mua đấy. Hôm nay Tết Hàn thực đấy, tớ vừa mua đấy. Nhà không có điều kiện làm, nhà nghèo, đéo có tiền làm, thế đi mua về ăn cho nhanh. Và hai nó ủng hộ mấy cái bà nóng hổi đi, nóng hổi bánh trôi chảy, nóng hổi luôn, quá là tuyệt vời. Gửi vào đây, vào đây vui buồn người Việt, quá tuyệt vời. Gửi vào đây, đây này, anh em, tôi vừa mua 4 bịch rồi. Vào đây tâm hồn người Việt, ơi đây chúc mãi sân đình, ôi bút công mãi đình, hồn Việt Nam như thế, của bình minh. Nói chung là chúc mừng anh em Cali nhá. Không biết là sao, không biết. Đợt tới còn có cái Tết giết sâu bọ đó. Không biết bên kia thì kìa, có Tết giết sâu bọ không? Bọn tớ thì nói chung là khổ nó quen rồi. Bọn tớ chủ yếu đi Tây ép cọc là chính thì. Chủ yếu đi trả thù dân tộc. Sang đấy xem có cái công trình bê tông cọc nhồi, bọn tớ ép xong bọn tớ về thì. Chứ bảo bọn tớ ở lại thì ngại lắm, hãi lắm. Ở nhỡ sướng quá chết đột rồi, đéo chịu được. Nói chung không dám, sợ. Còn ở lại còn xem bộ tổ bộ tiếp rồi.
trông coi chứ không, trâu nó húc hết. Sợ nhất là trâu nó húc mộ tổ. Khổ ơi khổ, mệt, đau, đánh, ta ta ta. À, quá là tuyệt vời. Gửi vào đây, vào đây. Đấy, mất tiếng rồi anh ơi, mất thế đéo rồi được. Mày toàn vào phá bĩnh tao. Mày vào đây mình nghe không nghe là thôi. Tom tom, chát tom, tom tom, tom. Mày không biết thế nào là tom chát tom. Vào đây suốt ngày mình nghe. Xài hết 100.000 chưa chú? Dạ chưa, gấp từ sáng giờ. Mới có ăn bát phở uống cà phê. Bát phở sáng nay ăn phở gà 30. Đấy, phở gà nhưng mà phở gà tôi ăn thì tôi ăn khôn đâu. Tôi toàn ra vỉa hè tôi ăn. Mà tôi tự chọn gà. Riêng tôi ăn phở gà là tôi phải tự chọn. Thứ nhất là tôi ăn cái loại bầy nhầy của con gà. Những mà cái những cái chỗ mà đầu thừa đuôi thẹo con gà tôi mới ăn. Còn cái loại mà lườn với cả mấy cái loại mà nó thái sẵn thì tôi đéo ăn. Tôi ăn riêng cái loại mà con gà nó có cái nhầy nhầy, hiểu không? Các bạn biết là cái con gà nó có cái nhầy nhầy đúng không? Cái nhầy nhầy đấy, cái chỗ nhầy nhầy và chỗ đặc về chỗ cái nách của nó này, chỗ cái cánh của nó. Với cái chỗ bẹn con gà. Nhất là bẹn, bẹn của con gà và cái cánh của nó. Nó có cái đầu nhầy nhầy này. Là tôi cứ phải ăn cái loại gà này. Với thêm tí gan gà, tí gan mấy miếng gan 30. Làm ly cà phê 30, 60, vẫn dư 40. Bây giờ đang lo tiêu làm sao 40, tối nay lại phải phệt tiếp. Chiều làm cốc trà đá cho nó hóng chuyện, chủ yếu là ngồi trà đá để hóng chuyện thôi. Hóng bọn nó chửi đảng và nhà nước vui lắm. Vui lắm. Anh em ơi, hôm đầu cứ ra trà đá nhá, ra trà đá với cà phê ngồi nghe bọn nó bất mãn nó chửi đảng nhà nước vui lắm, chửi xã hội Việt Nam. Sau mình vào hùa mình chửi cùng bọn nó. Mình cứ vào hùa chửi cùng bọn nó. Ui bọn nó sướng lắm. Sướng lắm. Sau bắt đầu chốt, cuối cùng thi thoảng chốt câu. Thi thoảng chốt câu nó ngồi im, ngồi như im như thóc đổ bồ. Mô tổ xì ngoan như chó tiền rưỡi. Tớ khoái nhất cái món đấy. Tớ toàn đi kích đẻo, kích cho bọn nó chửi. Thế chửi xong bắt đầu tao vào hùa, tớ hùa tớ chửi cùng. Một lúc sau tớ dã cho mấy câu và cho lõi ngô mồm. Há hốc mồm, đéo hiểu kiểu gì. Vui, đáo đẻ, vậy. Có gì vào Đắk Lắk chơi nha anh. Quá tuyệt vời, chào anh ở Đắk Lắk nhé. Bà con nhà tôi ở Đắk Lắk toàn trồng cà phê với hồ tiêu. Ối tiền, chả tiêu hết. Nhà tôi nhiều bà con ở đây. Ngày xưa cái vùng Nam Định tôi đi kinh tế mới đấy, đi kinh tế mới. Thế nên vào miền đấy nhiều. Lâm Đồng, Đà Lạt, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, rồi Ban Mê Thuật, đấy Buôn Mê Thuật, ta yêu nhau về Ban Mê Thuật, hự hạ. Bắc Cạn 97 chào, Xuân Tiến, dạ chào anh. Mẹ tôi nói anh kia tôi nhớ cái Bắc Cạn nhà anh lắm. Bởi vì hồi đấy là tôi đi, khi tôi vào cái Ba Bể nhà anh đấy, thì đầu tiên mà nói là vào Ba Bể là ở nhà hồi, nhà sàn rất là rẻ, rất rẻ. Thứ hai là chủ nhà sàn ấy là lúc nào cũng rượu ngon và gái đẹp, à quên không có gái đẹp, rượu ngon thôi. Rượu ngon và cá ngon, gà ngon. Các anh em lên Hồ Ba Bể nhớ là ở nhà sàn nhé, ở bọn Tây. Thứ hai là các cái chủ nhà họ nấu đồ ăn rất là ngon. Ở đấy nó có cái món măng. Rồi ở đấy nó có cái món gì đấy. Đi lên cái Hồ Ba Bể thì các bạn nhớ vào trong cái hang. Và trong cái hang đấy nó tối tăm lắm. Nhưng mà ở cửa hang nó có cái món cá nướng, cá của Hồ Ba Bể. Cá Ba Bể nướng mẹ thơm vãi đái, ngon, tuyệt vời. Cá nướng nó ngồi bóc, lấy nhớ ăn bốc, ở đấy không có gì đâu. Ăn bốc chấm muối tiêu. Cá nướng cứ làm cả con, bảo cái bà ấy nướng, cứ bảo cái bà đấy bà ấy nướng cho. Củi than hoa nướng, quá ngon. Đi Ba Bể mùa lạnh thì ăn ngon, sương. Hay ngồi thuyền trên Hồ Ba Bể, quá tuyệt vời. Tuyệt vời. Vậy, Đông Hưng Thái Bình, chào anh Tiến. À, chào Đông Hưng Thái Bình, đây kính Linh Động đây. Kính Linh Động Thái Bình kìa. Mày thấy ta đeo kính Linh Động Thái Bình được không? Đúng không? Quá tuyệt vời. 68 Phú Quốc, chào anh Tiến. Ra chào cụ Phú Quốc. Phú Quốc quá tuyệt vời. Yeah, đấy, tuyệt vời. Anh có bán nhà Phú Quốc giá năm 2000 không để bọn em mua? Nếu có điều kiện bán cho bọn em thì Phú Quốc chắc thấy bọn không phát triển được chứ. Ra đếch gì, thế mà không ra gì. Này, nếu có nhà đất ở đấy, đất nền, đất điếc, có sổ đỏ rồi bán cho em cái giá năm 2000 được không? Đéo gì anh em với nhau, gớp ăn dày nó vừa thôi, đúng không? Bây giờ thì bọn kém lắm, ngày xưa nó xịn lắm. Bán đâu, để bọn tôi mua. Mua tôi để dự trữ để trồng rau vậy, được không? Khán giả tôi xung phong mua.
quá buồn cười. Đây là bánh trôi nhá, bánh trôi bánh chay có cả rồi đây. Hôm nay Tết Hàn thực anh em mua đi nhá. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non nhá. Ừ, nhưng mà cuối cùng em vẫn giữ tấm lòng so đấy. Năm ông kia cái gì đấy. Thôi được rồi, thôi được rồi. Tấm thân nhỏ bé xin gửi lời chào tới anh em dân điêu dân gian, đặc biệt là giai cấp ba que, gửi lời chào thân ái tới các khối G7, à quên xin lỗi, khối G72, khối B54, yeah, khối chê tổ quốc, khối đâm đồng bào, khối tự nhục cao. Chúc các bác, các cô, các chú, các anh chị toàn thể hội hôn đấy ở các cái khối đó là khỏe để chửi tổ quốc, khỏe để chê đồng bào. Mẹ mà cứ Việt Nam bố chê đéo ra gì, VinFast thì viết chê, hiểu không? Cứ Toyota mà khen đéo, cứ Toyota, Hyundai, Kia khen cật lực, mẹ BMW nó cháy kệ mẹ đéo có việc gì, hiểu không? Nhưng mà VinFast mà không may nó hở cái gì đấy, hở lốp nó đi nó ngoài dần la răng cái bĩnh chửi, hay là VinFast đó không may bóp còi nó kêu bĩnh chửi, hiểu không? Mẹ bố một cái chữ chê, hơi tí bố chê, đúng không? Bố cứ thế, nghề của bố là chê tổ quốc, đâm đồng bào, đéo bao giờ chấp nhận sự phát triển của Việt Nam. Bố lúc nào cũng bảo Việt Nam lụi bại, đúng không? Thế có bảo là Việt, có thằng nó khốn nạn nó nói này chứ, Việt Nam thắng một cuộc chiến nhưng mà thua cả một dân tộc, thua cái mả mẹ chúng mày, thua cả chúng mày, thua chúng mày chết cụ chúng mày, chúng mày đi theo Tây, chúng mày bợ đít Tây rồi chúng mày đi lưu vong, chúng mày thua chứ, dân tộc thì thua thế đéo, từ chỗ củ sắn củ khoai, đúng không? Mồ hôi ta mặn chát, củ sắn củ khoai mồ hôi ta mặn chát, thương em rồi. Để anh có đợi em không? Ừ, đúng không? Dạ, yeah, quá tuyệt vời. Cứ chiều về cái gì đấy, cánh cò cái gì, à, đợi ven sông cô gái, cô lái đò xưa nay tròn 18. Đấy, quá tuyệt vời. Ông Tuấn 91. Ông Tuấn á, cái thằng Tuấn thì nó sinh năm 91, nó đang ở Houston, Texas ấy. Thằng này ngày nào nó chả vào nữa. Nó like, nó xem live stream của tôi. Thứ hai là nó quý cái Thùy Dương. Thằng này dạo này nó phải lòng Thùy Dương với cả Lisa rồi. Rất thèm lắm, vật vã lắm. Thôi, chào các bác, các cô, các chú. Trêu thế cho nó phấn khởi hồ hởi. Gớm đằng đéo nó chả chết, cứ cười mẹ lên. Cười nhiều. Xuân Hình nó bảo, Xuân Hình ông bảo là cười là 10 thang thuốc bổ, cứ cười cần lực, đằng đéo nó chả chết nhá. À ok, thêm có cái câu khối xem ta đào. Vâng. Chào khối xem ta đào. Vâng. Cái gì? Đạt CNC khoe xúc xích bảo Việt Nam mình không có thèm quá anh ạ. À, là cái thằng trẻ con, cái thằng đấy nó 40 tuổi đi mẹ thì. Mà cái thằng đấy trẻ con đấy. Bây giờ đi khoe cái con gà mẹ về toàn bở bờ như ăn đất vách. Thế ai bây giờ khoe xúc xích to như tổ bố, đầu gối thằng ăn mày. Đéo mới ăn cái xúc xích to như đầu gối thằng ăn mày. Bây giờ ăn xúc xích phải ăn cái loại xúc xích của bà con tao, lợn đen ở trên dân tộc cái kia, ở đồng bào Sơn La, Mộc Châu, Lai Châu ở trên dân tộc cái kia. Mẹ mày xúc xích đấy chứ, xúc xích lợn đen chứ. Đéo ơi, cái loại xúc xích toàn hai tạ một con lợn ăn hôi chết mẹ. Khoe đéo cái đồ đông lạnh. Mẹ thịt lợn héo bọn tao kia kìa, ở chỗ bên kia kìa. Rồi xúc xích đấy tao còn chả thèm khoe. Xúc xích đéo to như đầu gối ông tổ vậy, chịu sao được. Ăn điếu gì cái xúc xích này, trông kinh hồn đi. Cái xúc xích đấy chỉ để dành cho mấy cái con ở bên chỗ gì thế Na Uy đấy, nó tự sướng rồi, đúng không? Đạt chắc nó khoe đấy này, mời tiếp tôi chịu vô tổ sư. Ăn đồ đấy không lên khoe. Bây giờ 40-50 tuổi chứ bây giờ phản biện xã hội chả nói, quay cuộc sống đéo nói, suốt ngày khoe khoang cái đi ăn uống kinh bỏ mẹ. Nhà tao nghèo, tao có tiền ăn đâu, tao toàn uống cà phê cầm hơi khổ lắm, sung sướng gì. Dạ vâng. Anh nói một chút về giá vàng đi anh. Cái đéo xong ngày đéo hỏi giá vàng thì anh nói bao nhiêu lần rồi, nói nghìn lần rồi, bây giờ phải nói đến nghìn lần. Giá vàng ta phân tích cả một clip ta nói về vàng rồi, sau đó ta nói bao nhiêu lần, nay lại hỏi giá vàng. Không biết là anh có nhiều vàng lắm à? À, vàng cái đánh nhau nó còn lên thì có cái gì đâu mà, còn đánh nhau còn lên, hết đánh nhau nó tụt xuống có cái gì đâu mà. Đấy, để tôi điểm tin tí. Hôm nay tin không có nhiều, nhưng mà tin chất lượng. Cái gì? Ông kia nói cái gì? Ông kia nói cái gì đấy? À, bây giờ sao? Anh nói về cuộc duyệt binh của Việt Nam năm 1985, làm Đông Nam Á
phải họp gấp đi anh. À, em chỉ mới xem qua mấy clip chứ không tìm tư liệu cụ thể. Thì em phải phân biệt rõ ràng, diễu binh diễu hành là kỷ niệm, còn duyệt binh là khoe cơ bắp. Em hiểu không? Đấy, thì bây giờ anh chỉ nói với em như thế này. Cái quan trọng nhất là mình hiểu cái bản chất duyệt binh là khoe cơ bắp, chủ yếu là đấy, thể hiện cơ bắp tí nha. Cảm thấy va thì chạm thôi, và cảm thấy ấy thì đụng thì phẹt thôi, không có ngại. Thứ nhất là chúng ta lúc đó ấy, năm 85 tại sao chúng ta phải giải quyết? Thứ nhất là năm tròn. Thứ nhất là năm tròn nha. Năm tròn. 75 năm 75 thì chúng ta thống nhất đất nước, và năm 85 thì chúng ta kỷ niệm 10 năm thống nhất đất nước. Như vậy là năm tròn, năm chặn thì đương nhiên là duyệt binh rồi. Thế. Cộng với thời điểm đó, bối cảnh lịch sử lúc đó thì ở quân của chúng ta, quân tình nguyện chúng ta vẫn còn đang ở bên Campuchia. Đấy, đấy để gìn giữ hòa bình cho Campuchia đi giải phóng đấy, cái chỗ mà Pol Pot đấy. Và ở phía bắc của chúng ta thì bom rơi đạn vẫn đạn pháo đang vẫn giết đám thịt nhau, và các bác các cô các chú chúng ta vẫn đang hy sinh từng ngày từng giờ ở khu vực ở Vị Xuyên, đặc biệt là khu vực Vị Xuyên. Thì các bạn nhớ là tại thời điểm bối cảnh lịch sử đó nó còn đang căng thẳng như vậy đó. Tiếp theo đó là các thế lực thù địch, đặc biệt là tổ chức Mai Văn Hạnh, tổ chức của Việt Tân, nó chuẩn bị hình thành, nó tiến về Đông Lào năm 86 đấy. Thì và cùng với tổ chức Phun Rô nha, đề ga đề kiếp ngày hôm nay vẫn còn đó, thì nó thù, người ta gọi là thù trong giặc ngoài. Và lúc này thì đất nước chúng ta buộc phải ngăn bước quân thù phía Nam phía Bắc, cộng với bối cảnh lịch sử thế giới, hoàn cảnh của Liên Xô lúc đó nó đang bị trắng trong tim, trắng trong tư tưởng và dần dần trắng trong hành động. Và đúng như vậy, theo những nhà tình báo tài ba của chúng ta, đó là cụ Đặng Trần Đức hay cụ Lê Đức Anh, thì chúng ta đã đánh giá tình hình Liên Xô sớm hay muộn cũng sẽ đi đến bến bờ kiểu tan nát. Và đó là địa chính trị chấn động nhất của thế kỷ trước. Thì các bạn, khi Liên Xô tan rã thì những cái năm 85 các cụ đã sang đấy để tu luyện đấy, thì các cụ đã nhìn thấy rồi đấy. Và đặc biệt để chuẩn bị cho việc chúng ta bước vào cái chuẩn bị đổi tiền và cải cách sau cái câu chuyện mà Đại hội 6. Cho nên là tất cả mọi điều đó nó nằm trong dự đoán và kế hoạch của chúng ta. Và các bạn nên nhớ là có trong đó có cụ Võ Văn Kiệt, cụ Đỗ Mười. Đấy, phải nhớ là các cụ đấy, phải nhớ ơn vô cùng cụ Võ Văn Kiệt và cụ Đỗ Mười, những người mà đã trèo lái cái con thuyền của chúng ta cho đi đến ngày hôm nay và vượt qua cái giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc. Cái giai đoạn Liên Xô nó sụp đổ cực kỳ quan trọng, bởi vì có một số bộ phận người ta cũng bị lung lay. Và chúng ta đã thấy là Bùi Tín hay là Trung tướng Trần Độ các thứ, và một số đấy các bạn biết rồi, bởi vì họ đã cài cắm và tư tưởng với lung lay. Và đến ngày hôm nay chúng nó còn vẫn tư tưởng đấy, một số tướng thằng vẫn tư tưởng đấy. Thì bối cảnh nó như thế thì mình phải chấp nhận, và mình phải khoe cơ bắp thôi, đụng thì chạm, chơi thì chơi, thì không ngại bố con thằng nào đấy. Thì cái câu chuyện nó bạn hỏi thì tôi nói vậy thôi, chứ còn duyệt binh thì nó dễ, à duyệt binh thì nó họ nghĩ rằng là mình đã hết đồ hết đạc rồi, tan nát rồi, nó bao giờ cũng vậy, để chuẩn bị như thế nhá. Thế chia sẻ với bạn tí thôi, bạn hỏi thì tôi chia sẻ, chứ còn để niềm tin tiếp nhá, để cho nó máu nhá. Bây giờ là đi đến điểm tin, bản tin điểm à quên chào đã. Chào các bác quan tham nhá. Chúc các bác quan tham hôm nay là thứ năm đúng không? Chiều mai thứ sáu. Có thể là chiều mai lại tiếp tục có một số bác quan tham sắp bị lộ là sẽ lộ nhá. Chúc các bác sắp bị lộ là sẽ lộ. Hiên ngang, mạnh dạn. Chào các bác quan tham. Xin chào các bác quan tham. Chào các bác quan tham. Chào các bác quan tham đang hầu tòa. Và thôi thì điểm danh thì chúc anh em dân điêu, dân gian, dân chửi nhá. Dân tự nhục luôn luôn mạnh khỏe nhá. Mình khỏe thì mình nhục chứ, đúng không? Mình khỏe thì mình tự nhục cho nó quen. Mình khỏe thì mình chửi cho nó máu, đúng không? Chơi thế nó mới rực rỡ vậy. Tuyệt vời. Bây giờ là tiết mục điểm tin trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh trong cuộc gặp với ông Mã Anh Cử, cựu Tổng thống Đài Loan đang có mặt tại Bắc Kinh vào ngày hôm qua. Hai ông gặp nhau và ông Tập nhấn mạnh rằng văn hóa và lịch sử chung trong cuộc gặp gặp với ông này, với một câu phát biểu rất là cứng, rất là chuẩn. Đó là đồng bào
hai bờ eo biển đều thuộc cùng một dân tộc Trung Hoa. Có một số những cái phát biểu như sau. Ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gặp Mã Anh Cửu, cựu Tổng thống Đài Loan tại Bắc Kinh ngày thứ Tư ngày hôm qua. Trong cuộc gặp thì ông Tập Cận Bình nói đồng bào từ cả hai bờ eo biển Đài Loan đều thuộc cùng về cùng một quốc gia Trung Hoa, gọi là Trung Quốc. Ông nói lịch sử hơn 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa đã chứng kiến các thế hệ tiên tổ kế tiếp di chuyển và định cư ở Đài Loan và những người dân khắp eo biển sát cánh chiến đấu để giành lại hòn đảo này từ những quân xâm lược. Ông Tập Cận Bình cho biết dân ở cả hai biển eo biển Đài Loan đều là người Trung Hoa. Ông nói không có nút thắt nào không thể gỡ, không có vấn đề nào không thể thảo luận và không có thế lực nào có thể chia cắt chúng ta. Ông Tập nói và khoảng cách của eo biển không thể cắt đứt mối quan hệ họ hàng dân tộc giữa những người đồng hương từ hai bờ eo biển. Ông nói rằng sự khác biệt về hệ thống không làm thay đổi thực tế rằng cả dân chúng của hai bờ eo biển đều thuộc về dân tộc Trung Hoa và sự can thiệp từ bên ngoài không thể cản trở được xu hướng lịch sử là chúng ta thống nhất đất nước. Trong cuộc gặp thì ông Mã Anh Cửu đồng thuận với ông Tập Cận Bình như năm 1992 và phản đối độc lập của Đài Loan. Đó là nền tảng chính trị chung cho sự phát triển của eo biển Đài Loan. Thì cuộc gặp quan trọng thứ hai mà hai ông này đã gặp nhau và trao đổi tại Singapore vào năm 2015. Cho nên là các em, các cháu đang lao động ở Đài Loan cứ yên tâm nhé, sẽ không có cuộc đánh nhau nữa đâu. Ông này là đảng quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch. Ông này là quốc dân đảng của cùng Tưởng Giới Thạch. Và ông này ông nhìn ra được cái ấy thì mà nhìn được xa. Cho nên các bạn yên tâm, sẽ không có việc đánh nhau, cứ ở lại làm ăn nhé. Khi đi giữ trọn lời thề, không tròn 3 tỷ, bố đéo về Việt Nam. Trong này có cái thằng A Lử đó, cái thằng này đang lao động Đài Loan, chịu khó kiếm thật nhiều tiền mang về Việt Nam tiêu xây dựng quê hương bản quán, trước hết là xây nhà xây cửa đấy, mở doanh nghiệp rồi làm giàu cho quê hương bản quán. Còn nếu mà có chấm mút gạch ngói được tí bên đấy thì cứ tự rưng nhé, cứ tự rưng, nếu mà cảm thấy được thì cứ tự rưng. Và đặc biệt là các cô dâu mà lấy chồng Đài Loan thì tôi đề nghị là cố gắng là dạy các con các cháu nó ăn món Việt Nam và nói tiếng Việt nhiều vào, nhất là dạy những thằng chồng Đài Loan nó phải nói tiếng Việt nhiều vào. Vì dù sao thì người Đài Loan thì cũng là người Phúc Kiến thôi. Mà người Phúc Kiến thì cũng là dòng dõi Mân Việt đời nhà Trần của chúng ta thôi. Sâu xa thì cũng là dòng dõi nhà Trần thôi. Cho nên là tốt nhất là đấy, cố gắng nói thật nhiều tiếng Việt, ăn thật nhiều nhựa mận, giả cầy, mắm tôm, cà pháo cần lực vào nhá, cố gắng nhá. Cố mạnh dạn lên, nhất là các chị em phụ nữ nói tiếng Tàu ít thôi. Bớt nói tiếng Tàu đi. Để xong thủng chảo thủng làm béo gì. Cứ tiếng ta mà dễ nhá. Nhớ nhá. Rồi anh em lao động bên đấy nếu mà đấy, có những cái công trình bê tông gọc nhồi thì cứ tận dụng hết sức. Và nhớ cái lời thề đấy, khi đi nhớ chọn, giữ chọn lời thề, không còn tròn 3 tỷ không về Việt Nam. Mà không tròn là không về, phải ở lại. Yên tâm, không có đánh nhau đánh được gì đâu. Đồng hóa dần đi nhá, đồng hóa dần chúng nó đi. Dạo này chúng nó cũng ăn tiếng Việt, nói tiếng Việt nhiều lắm rồi đấy. Tuyệt vời đấy. Có một cái tin mà cũng mang tầm thời đại và quốc tế. Đó là nhà lập pháp hàng đầu của Trung Quốc ngày hôm nay đi thăm Triều Tiên, tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Như vậy là ông Triệu Lạc Tế vừa gặp mặt với cả Chủ tịch Quốc hội của chúng ta, đúng không? Và ngày hôm nay sang thăm Triều Tiên. Trung Quốc và Triều Tiên chuẩn bị tham gia vào hoạt động ngoại giao cấp cao nhất kể từ năm 2019. Đây là hoạt động song phương khi nhà lập pháp hàng đầu của Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ thăm Triều Tiên vào ngày thứ 5 đến ngày thứ 7. Đấy, sang đấy có khi là sang đấy có vấn đề, có khi là có tí xâm dung Triều Tiên về ngâm rượu Mao Đài khả năng. Thì các bạn chờ xem. Đấy, không phải tự nhiên đâu. Dạ. Gì đấy. Tiếp theo. Một bài viết
một bài bình luận, một bài tham luận rất là hay, nói về câu chuyện nhóm nhỏ Mỹ, Nhật và Philippines bất ổn. Nhóm nhỏ này, Mỹ nhóm nhỏ này bất ổn, nuôi dưỡng xung đột để đối đầu và đối đầu. Thế thì cái bài tham luận này nó khá hay, các bạn có thể tìm đọc. Hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, nhầm, tôi suýt tôi nói thành Tokuda, nói nhầm. Ông này tên là Kishida, đúng không nhỉ? Để tôi đọc xem này. Đúng rồi, Kishida. Và Tổng thống Philippines, ông Marcos, đấy, sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Mỹ. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong các nhà lãnh đạo của ba nước. Bên dưới cái song song với việc tích cực là theo đuổi hợp tác, hòa bình và an ninh thì nó ẩn chứa dòng chảy đối đầu nguy hiểm và xung đột. Mối quan hệ giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines rất phức tạp và thể hiện một cấu trúc phân cấp rất rõ ràng. Phân cấp là gì? Thứ nhất, Mỹ là anh cả, là một quốc gia hùng mạnh nhất trong ba nước. Mỹ đóng vai trò cai đầu dài, gọi là cầm cán đấy, coi như là cầm mở bát đấy, tức là sóc sóc này. Mỹ đóng vai trò là sóc sóc, là mở bát đấy, nhớ chứ. Có ý định nâng liên minh này thành song phương với Nhật Bản và một nhóm nhỏ, tức là nâng cái liên minh này thành một cái nhóm đấy, nhóm nhỏ trở thành một chuỗi quân sự chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương để củng cố khu vực bá quyền và kiềm chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Đấy là cái thứ nhất nhá. Thứ hai là quốc gia hùng mạnh Nhật Bản với tư cách là đồng minh của Mỹ ở Đông Á, đóng vai trò là cộng tác viên tích cực, mà cứ gọi là đệ đấy, là cái thứ hai. Thứ ba là Philippines là nước yếu nhất trong ba nước, chỉ đơn thuần là cấp dưới đương nhiên, đúng không, mong lấy được lòng của Mỹ và Nhật Bản bằng cách là vào hùa đấy. Thì ba cái câu chuyện này nó sẽ cuối cùng thì nó vẫn là tạo vùng xung đột thôi kìa. Đặc biệt là ông Mỹ, ông Nhật và ông Philippines, cuối cùng thì nó vẫn là tạo vùng xung đột thôi, và có thể là nguy cơ cho cả Việt Nam. Tôi rất lo cái câu chuyện Biển Đông, bởi vì nó xảy ra là đường hàng hải với cả chúng ta lại vướng việc lắm. Mình đang lo làm ăn phát triển đất nước mà vướng phải mấy cái đám tiểu ưu này, mệt kinh khủng. Đất nước mình cũng muốn đánh nhau đâu, nhưng mà nó cứ thích va chạm. Tiếp theo, có một tin rất là hay. Hy vọng của bà Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen về Trung Quốc là yêu cầu Trung Quốc giảm công suất sản xuất xe điện và tấm pin mặt trời, cho thấy đây là một tư duy điển hình của người Mỹ. Các bạn có hiểu tư duy điển hình của người Mỹ không? Tức là đéo muốn thằng khác hơn mình. Mẹ mày, nó sản xuất được xe nhiều cũng chửi. Bây giờ nó sản xuất được tấm năng lượng xanh nhiều, sản xuất được tấm pin năng lượng và pin xe điện nhiều cũng ghét chửi. Và yêu cầu, bây giờ chơi bài ngửa luôn, là tôi yêu cầu các ông sản xuất ít ô tô thôi. Yeah. Thứ hai là sản xuất ít thôi, chứ không các ông sản xuất nhiều nó dư thừa. Và cho đến hết quý 1 năm 2024 này thì báo cáo mới nhất của bên chỗ Bộ Thương mại Trung Quốc nó nói rằng là hết quý 1 là ô tô của Trung Quốc nó xuất khẩu được 6,6 triệu xe trong quý 1. Vãi cả đái con gà mái. Trong cái đó cả khối châu Âu một năm chỉ có tiêu thụ được có 1 triệu, hơn triệu xe, triệu rưỡi. Cả khối Bắc Mỹ cộng lại thì Bắc Mỹ cũng tầm đấy. Canada các thứ khu vực này cũng chỉ tầm triệu xe, hơn triệu xe. Mà một quý của Trung Quốc 2024 nó xuất khẩu 6,6 triệu xe, vãi cả đái. Thế nên là cái bà Bộ trưởng Tài chính Mỹ bà yêu cầu là tốt nhất là ông Trung Quốc là sản xuất ít thôi. Ông làm đủ ăn thôi, giàu làm đéo cái gì. Tự nhiên sản xuất nhiều quá, pin biết làm gì. Đó. Bây giờ nó chạm sạc của nó, bây giờ thay pin thì đéo cần sạc. Có 3 phút xong thay xong cái xe pin xe điện. 3 phút thay xong pin xe điện. Thứ hai là xe tự hành nhiều quá. Bây giờ làm thế thì chết. Không nên, đúng không? Xe đéo toàn radar dẫn đường là bạn thấy chết. Ê, tin tức nha. Tiếp theo. Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành quốc gia thứ 10 tham gia vào chương trình trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế do Trung Quốc và Nga dẫn đầu. Chúc mừng Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu mặt trăng. Đợt tới các bố xây chung cư trên đấy, khả năng xây chung cư trên đấy, resort gì trước trên đấy, xem là mình có tiền mình lên đấy nhỉ. Tiếp theo, theo tờ Guardian viết, Ngoại trưởng Anh Cameron không được phép gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Johnson nhá. Ngày 11 tháng 4, hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin từ tờ The Guardian viết rằng Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron, ông này ngày xưa là Thủ tướng đấy nhá, đã không thể gặp được Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ ông Mike Johnson đấy, để thuyết phục rằng Hoa Kỳ bơm tiếp tiền cho Yêu và Jin để đánh nhau đấy. Nhưng mà chưa tiếp cận được, không gặp được. Để báo đưa tôi đọc thôi, các bạn có thể kiểm chứng là cái điểm tin đi mà. Ông Biden tái khẳng định, tức là Mỹ tái khẳng định cam kết bảo vệ Nhật Bản kể cả bằng vũ khí hạt nhân trong cuộc gặp giữa Joe Biden và ông Nhật Bản. Ông Joe Biden nhắc lại cam kết vững chắc của Hoa Kỳ đối với việc bảo vệ Nhật Bản theo điều 5 của Hiệp ước, sử dụng toàn bộ khả năng của mình, không ngoại trừ vũ khí hạt nhân. Cho nên Nhật, anh em Nhật Bản cứ yên tâm, ung thư ung thiếc là chuyện nhỏ, xả thải vô tư, có gì anh bảo vệ. Mẹ kể cả các chú có bị đánh nhau, anh còn mang hạt nhân ra anh đỡ cho các chú. Cho nên cái việc cá chết hay là ung thư hay là tự tử hay xả thải không sao cả, kệ mẹ đấy. Nghe nói là Osaka thế bảo là cái gì đấy, ung thư ung thiếc do cái chất gì đấy đấy đấy, nhưng mà không sao đâu, chả sao cả, có gì anh ở Mỹ bảo vệ hết. Việc đéo, đúng không, việc đếch, yên tâm, Mỹ đã hứa rồi, cứ để yên, Mỹ lo hết, sổ đỏ nó giữ rồi, sợ đếch, mình giao sổ đỏ cho nó giữ, nó lo cho, chả phải lo lắng, cứ ép cọc là được. Tiếp theo, lãnh đạo của châu Âu đạo đức giả về xung đột ở Yêu và Dê. Đây là Bộ trưởng Ngoại giao Hungary phát biểu nhé. Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary phát biểu, ông cho biết nước ông không cung cấp vũ khí cho Yêu và Dê và không ủng hộ chính sách trừng phạt thất bại của Liên minh châu Âu. Đấy, tức là hiện nay là ông ấy nói rằng là chính sách châu Âu trừng phạt Nga là thất bại, không có hiệu quả, cho nên ông không ủng hộ cái chính sách trừng phạt đấy. Dạ. Làm sao đâu? Các ông rình mò cái gì đấy? Mấy ông kia rình mò cái gì đấy? Sao? Đang âm thanh ánh sáng thế nào? Sao? Bé vào trả tiền cà phê mà. Có gì đâu? Đến đâu rồi? Đến đâu rồi? Nào, tiếp theo. Chính thức đã có địa điểm tổ chức về cuộc họp ở về Yêu và Jane đây. Thụy Sĩ sẽ tổ chức cuộc họp về Yêu và Jane ở Bergenstock vào tháng 6. Đấy. Như vậy là Viola Amherst chỉ ra rằng đã có thông báo cho Tổng thống Yêu và Jane Zelensky là cuộc họp sẽ tổ chức ở Bergenstock vào tháng 6. Đấy. Thụy Sĩ họ có thời điểm đấy nhá. Nga yêu cầu quốc tế lên án vụ Yêu và Jane tấn công các nhà báo Nga. Tiếp theo, Nga áp lệnh trừng phạt đối với 22 quan chức chính phủ Anh, thành viên ngành công nghệ thông tin. Đấy, áp đặt này. Các nhà báo Nga bị Yêu và Jane chỉ trích ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Quân Nga đã quét sạch kho UAV, gọi là cái này tôi đưa hôm qua rồi, hai xưởng sản xuất UAV bằng 32 pháo tự hành, cái này đưa rồi. Iran tuyên bố đóng cửa không phận trên bầu trời Tehran, Israel chuẩn bị tấn công. Đấy, như vậy là hãng thông tấn bán chính thức Met dẫn lời của Bộ trưởng Quốc phòng nước Iran này đưa tin vào tối thứ Tư hôm qua là Iran tuyên bố đình chỉ tất cả các chuyến bay qua Tehran. Đấy, thì có thể là phệt nhau, thế là họ đóng cửa không phận nhá, các bạn nhá.
Bộ trưởng Israel nói rằng Hamas đã bị đánh bại, cho dù không có một cuộc ngừng bắn nào, không có một cuộc đàm phán nào, nhưng mà cho đến thời điểm này thì ông tuyên bố là Hamas đã bị đánh bại trong ngọc kép. Yeah. Cho dù hiện nay là vẫn đang có tiếng súng, vẫn có đang có tiếng súng. Bị VN Express đưa tin bị lừa khi trao đổi tiền ảo Pi. Một người chơi tìm cách trao đổi tiền ảo Pi Network qua hình thức đồng thuận với giá từ 6.000 đồng, nhưng sau đó đã bị đánh cắp ví. Cần thu mua Pi với giá 160.000 đồng, chuyển khoản trước và chuyển Pi sau, hoặc gặp trực tiếp để giao dịch. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Đây là tài khoản Thanh Đạt giao trên một Facebook về Pi Network, đã có hơn 200.000 thành viên và cuối cùng bị lừa. Nhưng mà tôi hỏi thật sao Bộc, một Pi là mấy tỷ vậy hả? Nghe nói là một Pi là 7 tỷ mà sao lại bán có từ 6.000 đến 160.000 được hả? Tôi chả có đồng Pi đéo được, tôi khổ lắm, tôi đã không có tỷ nào, tôi buồn đấy. Mà sao lại giao bán được cuối cùng? Có thằng nó đi thu mua thôi, thôi cuối cùng đi chuyển tiền ông cụ nhà mình cho nó, thế nó lừa mẹ mất rồi. Chuyển tiền ông cụ cho nó, ấn banh banh tinh tinh qua ngân hàng, chuyển tiền trước, đặt cọc trước mà. Thế xong là để nó lấy mẹ tiền ông cụ nhà mình đấy. Thế khổ thế. Thế Pi quá tuyệt vời trời. Quá tuyệt vời. Thế các anh em cứ đào đi, cứ lấy đi chứ. Đảng của Tổng thống Hàn Quốc đã thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội. Như vậy là cuối cùng là đảng của ông Tổng thống hiện tại là đã bị thất bại. Và chuẩn bị bầu cử tới thì có khi là lại thay cái. Đấy, vì các nước tư bản nó có cái hay ở đấy. Tức là cái người tài nó chỉ tồn tại được 4 năm thôi, xong nó lại hết tài. Đấy. Người ta đi bầu cử để chọn ra người tài, nhưng mà cái người tài nó chỉ tồn tại được 4 năm thôi. Bởi vì cái nụ hoa tài nó có giới hạn. Mình không hiểu là trình độ tài, tức là cái thiên tài hay là cái gì đấy, cái trình độ tài của mấy nước tư bản ấy là nó chỉ tài 4 năm một thôi. Đấy. Như ông Trump là ông tài có 4 năm ấy, xong tự nhiên ông hết tài, thì người dân nó không phát hiện ra ông tài nữa. Bây giờ nó lại phát hiện ra ông Trump tài, bây giờ lại phát hiện lại đang bầu, và có khi ông Trump lại chọn được người tài lãnh đạo, lại chọn ông Trump lãnh đạo, ông Biden lại hết tài. 4-5 năm trước thì ông Biden là rất tài, đúng không, lên đến làm tổng thống. Đấy. Và bây tôi nói chuyển mẹ sang, ông Kiều nói đúng, chuyển mẹ sang là tài xỉu đi, cứ chơi mẹ xanh chín tài xỉu cho xong, đúng không? Dạ thế mới hay. Thế thì ông Hàn Quốc này tổng thống nó có khi sắp hết tài rồi, nó về nghỉ xong đợt tới lại lên tài. Cà phê hôm nay ngon, thời tiết đẹp, gọi đồ uống đi. Em vừa uống rồi. À, uống rồi. Thế cứ ngồi chơi giao lưu. Để anh livestream tí, điểm tin tí. Tiếp theo nha. Cô tin thì hơi sốc. Mẹ tin này anh em nói thật là chênh vênh lắm, rất chênh vênh. Cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nói về 35 tỷ đồng đàn em đặt ở trong nhà. Đây thì đây là tiêu đề của bài báo nhé, VN Express nó viết và tôi đọc nhé, tôi không xuyên tạc đâu nhé. Tôi không dám nói gì đâu ngoài việc đọc báo điểm tin của bà con đấy, của VN Express. Để tôi đọc lại cho bà con hơi chênh vênh. Cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nói về 35 tỷ mở ngoặc đơn, đàn em đóng ngoặc đơn đặt ở trong nhà. Nếu đàn em cứ va vấn vẩn nhỉ, hại anh quá. Tiền nhà mày giữ, vợ mày dùng, mày lại mang tiền đến nhà tao mày để mới bao giờ. Lo lắm thật, tao thấy là hơi dở. Từ đây thằng nào đừng có mang tiền chứ. Đây ông bảo ông nào chơi với tôi đừng có mang tiền đặt ở trong nhà thôi chứ, nguy hiểm. Tôi thì mệt lắm nhỉ. Đặt vé ra ngoài ở chỗ ga, đặt vé ở ngoài ga Thượng Lý đi chị. Hay là đặt vé ở cầu rào cũng được, đéo đặt vé đặt trong nhà làm gì, để vẽ gầm cầu rào ấy. Hay là cái cầu gì mới đấy, cầu tình yêu đấy, có cái cầu mới tên là gì nhỉ? Thế là tự nhiên lại đặt, thế thì đặt ở trong nhà bao giờ, dở lắm, có khi đặt nhầm. Cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca trước tòa phủ nhận hứa hẹn chạy án, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn chạy án nhá. Khai tiền do đàn em tự để vào nhà, ông không sợ tới nên không biết là 35 tỷ. Đấy, tôi nói cái chỗ 35 tỷ mà để trong nhà, tôi nói thật rồi. Tôi đã bảo một lần rồi, nếu mà tiền 35 tỷ mà để trong nhà, như nhà tôi chẳng hạn,
chuột nó chạy qua là nó ngã nó chết, nhiều khi nó vấp nó chết, mẹ chấn thương trọ sọ não ngay, mà để 3-5 tỷ trong nhà bao giờ nhỉ? Sao không tinh tinh nhỉ? Mà tôi đã bảo thì cứ mang, như cái bà gì bà để trong thùng xốp, mà tôi thấy có cái bà nào bà ấy gấp 5,2 triệu gấp Mỹ Kim, mà ngoại tệ mạnh đấy, 5,2 triệu Mỹ Kim mà để trong thùng xốp hớ hênh quá. Còn có cái tay nào ấy, cái chai rượu vàng đáng đéo bao tiền mà để trong ca táp, mình thấy nó cứ chênh vênh thế nào. Sao nhiều người người ta bảo quản nó kiểu gì ấy nhỉ? Rượu làm đéo phải để trong ca táp mà tiền lại đi để trong thùng xốp. Đấy, ta lo ngại. Bây giờ các anh em phải, tôi tưởng là đồng tiền nó phải đi liền với khúc ruột chứ, đồng tiền đéo gì mà đồng tiền để thùng xốp bao giờ. Có khi đợt tới được khai là tiền có khi là để trong trong xịp đi, có khi đợt tới được tiền rắc trong xịp. Mà đây ông này thì không nói gì, chỉ nói là để trong nhà. Chết dở, hớ hênh quá. Thằng cu em, có cái thằng cu em đó, hôm trước con bé xinh quá nhỉ, đẳng thế, xà bốt quá em ạ. Con này không biết được người đâu, quá vật vã luôn, kinh thật, quá tuyệt vời, đẳng thật, vô tổng sự, ngồi đây là tổ thọ, không thung thướng gì. Thôi đề nghị các bác lần sau nhá, rượu riêng cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu, cũng không cần phải mua cái ca táp nó tốn tiền đấy đâu nhá. Cho vào cái túi ni lông cũng được rồi, rượu vang rượu viếc cần đéo hộp biết làm gì thì ạ. Không cứ đổi vào cái đổ bẽ vào cái chai La Vi hay cái chai coca ấy, xong là xách thôi, nó đỡ, nó mềm nó đỡ vỡ, chứ rượu vang nó bằng thủy tinh kia mà. Tốt nhất là cứ đổ bẽ ra vào can được, nhồi bẽ vào can rồi bú dần, nó mẹ đỡ mang tiếng vì cho vào cái ca tan. Dạ đây chỉ có đâu, dạ trong trong đây chỉ có mấy chai rượu vang, bốn. À, có bốn chai, bốn chai rượu vang này. Không có gì, không có gì, không có gì, không sao, hết sức bình thường. Đéo mẹ tiền ta còn để ở trong bọc còn được, thôi tin tức thế thôi. Đấy, thì nói tóm lại thì tin tức nó ngắn gọn thôi, dài quá các bác cười cho. Và hôm nay thì anh em cũng biết là trăm năm trong cõi người ta, đã là chống cộng là chắc chắn là bọn ba khoe. Hôm nay mùng 3 tháng 3, đấy, thân em vừa tắng lại vừa tòn, lúc này ta lại khoe tiếp. Đấy, ta vừa mua bánh, đây là bánh chay này. Đấy, đây là bánh trôi, giá ta vừa mua. Không biết bên Cali nó có bán cái này không chị? Hôm nay nó có cúng cái này không chị? Cái này là để cúng các cụ đấy. Bánh trôi, bánh chay hôm nay là Tết mà, Tết mùng 3 tháng 3. Hôm nay anh em cứ chơi con ba ba chứ. Hôm nay anh em nào nếu mà cảm thấy tin tưởng tôi đấy, gọi là thầy Tiến đấy, thầy bốc thuốc, anh em hôm nay cứ dện em ba ba, cứ mua rùa mà nện, mua ba ba mà phẹt nhá. Tối nay cứ phẹt đi, đéo mẹ đấy. Có khi là cô thương người thường lại có thưởng nhá, yên tâm, không sao cả. Đấy, chúc anh em là đấy đến bến bờ tự do, quá tuyệt vời. Ứng nện bà bà thôi, bà bà chuối đậu, đậu chuối, bà bà nấu chuối đậu. Sao? Qua xem clip đồng bào Cali hô hào về Việt Nam để thống nhất đất nước, tí phọt cơ. Thì để người ta thống nhất kệ người ta, người ta nói vậy thôi, chứ còn người ta chuẩn bị người ta ấy rồi, người ta sắp ấp chiến lược bonsa là do ấy đấy. Ngày xưa là học hành, ngày xưa là bọn Thiệu, à bọn Diệm nó nghe chuyên gia Anh là lập ấp chiến lược, mười mấy ngàn cái ấp chiến lược nó lùa dân vào ấp chiến lược để nó tiêu diệt. Thế bây giờ là sang bên Mỹ là mình lập cái ấp chiến lược bonsa, ai họ tuyệt vời đấy. Ngày mùng 3 tháng 3 là ngày gì anh ơi? Tết Hàn Thực em ạ. Ngày mùng 5 tháng 5 là ngày Tết diệt sâu bọ nhá. Yeah. Thì lần trước là Tết diệt sâu bọ, diệt một đống quan tham, đống dân chủ cuội. Đỗ Hữu Ca bị đề xuất 10 đến 11 năm tù, báo mới đăng. Cảm ơn anh. Mà ông này ông bao tuổi rồi? Ông này bao tuổi rồi anh? 10 đến 11 năm tù à? Làm ông này bao nhiêu tuổi và ông đã khắc phục hậu quả 35 tỷ chưa? Quan trọng là 35 tỷ lừa đảo này có khắc phục không? Khắc phục thì nó sẽ nhẹ. Ông này 53. Ông này làm gì 53? Sao lại 53 tuổi đã nghỉ hưu? À 65 à? À khắc phục rồi thì mới được như thế chứ. Khắc phục rồi. Không ngậm được đúng không? Là 65 tuổi mà 10 năm là 75 tuổi. 75 tuổi trong tù. Dạo này tóc bạc quá. Mình trách cái đứa make up ấy nó không xịt gôm keo cho ông. Nước hoa nước tiếp thì gôm keo với cả tóc tiếp. Đấy, hay là mua hạt thủ ô của cái thằng cu gì đấy, nó bán hạt thủ ô đấy. Vậy
để cho tóc nó đen thì ai để tóc trắng vậy ra tòa trông như ông Long. 65 tuổi à? 65 tuổi là 10 năm nữa là 75 tuổi. 75 tuổi thì cũng ra ngoài chắc là cũng không chấm mút được gì nữa, súng ống chắc cũng không lên được. Trừ khi phải có cái gì của Ama Công Ama Kiếp. Thế thì mới được. Anh nói về kênh đào Phù Nam đi ạ. Làm gì đã có kênh đào đâu mà nói em. Hỏi cái gì thì nói. Anh ơi, ngoài lý do Mỹ tạo vùng xung đột thì liệu Trung Quốc có âm mưu xấu gì với Việt Nam không anh? Trung Quốc âm mưu xấu gì với Việt Nam chỉ có Viện Chiến lược của nghiên cứu về Trung Quốc của Việt Nam mới biết. Và Mỹ nó có âm mưu gì với Việt Nam thì mình có hai viện chiến lược. Thì Viện Nghiên cứu Chiến lược về Hoa Kỳ tại Việt Nam thì các bác mới biết được. Chứ còn anh em mình là dân đen, dân ngu cu đen biết đéo. Mình biết đấy. Thì còn Trung Quốc luôn luôn là gì? Chúng ta phải khẳng định với nhau điều là đó là kẻ thù truyền kiếp. Còn thằng kia là kẻ thù thường trực. Hai thằng lúc nào nó có giao gặp, mình phải hết sức cảnh giác. Nhưng mà đối với chúng ta thì yêu chuộng hòa bình, mình không làm gì cả, mình cứ làm ăn buôn bán win-win đấy, cùng thắng, cả hai cùng thắng. Bác Phạm Minh Chính trả lời rồi, chúng tôi không có cái chuyện là làm ăn với chúng tôi là ông cứ phải hơn tôi hoặc ông này phải hơn tôi, chúng tôi thì cứ win-win thôi, hai bên cùng có lợi đấy, rủi ro chia sẻ và lợi ích thì hài hòa. Cho nên chúng ta cứ cái môn phái đấy mà chơi, không nói nhiều. Ông ăn 5 tôi ăn 5, ông ăn 7 tôi ăn 7, còn ông chịu 1 thì tôi chịu 1. Chứ còn chơi kiểu mà cứ lệch một bên là không được. Cho nên bác Chính đã trả lời trong cái nhà báo nào nó gài bác ấy ở châu Âu đấy. Nó gài bác ấy. À, nhà báo Mỹ đúng không? Cái cô bé đấy đưa Mỹ Nhân Kế ra để phỏng vấn ông Phạm Minh Chính. À, ý là à, bây giờ Trung Quốc, bây giờ các ông như thế này á, thì các ông có lợi quá. Bởi vì các doanh nghiệp của Trung Quốc với các doanh nghiệp nước ngoài nó cứ đến đầu tư các ông có lợi quá nhá, các ông có lợi. Cho nên là ông có thấy đây là cái điều mà có lợi cho nước các ông không? Thì bác Chính bảo không. À, chúng tôi thì trên cái tinh thần là đấy, ông bác nói đấy, có lẽ là trong sau chiến tranh thế giới thứ hai, dân tộc chúng tôi là một cái dân tộc bị đong thương nhất và mất mát nhất, và trải qua 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đấu mới thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh đấy, thì bác ấy trả lời như vậy. Thế thứ hai là bác ấy nói rằng là chúng tôi thì không có cái chuyện là cứ lợi ích của chúng tôi, đặt lợi ích của chúng tôi lên hàng đầu, mà chúng tôi là lúc nào cũng win-win, tức là hai bên cùng lợi, hai bên cùng tiến. Đấy, thì quan điểm như vậy. Cho nên khi trả lời xong cái câu đấy là cái tay nhà báo với cả cái con mụ cái gì đấy, nhà báo xinh xinh đấy, ngọt nước đấy, cái con bé đấy nhìn đỏ da thắm thịt vậy, có vẻ cùi dày đấy. Thế nhưng mà không ăn thú ơi, gặp các cụ nhà mình thì chơi phát một, mẹ phải trả lời câu nào đứng họng câu đấy. Ngày xưa cụ Bình cũng đã trả lời phát nào chết phát đấy. Theo bà thì đâu là vùng giải phóng? Thế bà Bình bà nói là cái chỗ nào có bom đạn của Mỹ thì chỗ đấy là vùng giải phóng. Bởi vì nếu không đấy không phải là vùng giải phóng thì Mỹ mang bom đạn đấy làm gì? Ném làm gì? Cay. Trả lời xong cay. Quá tuyệt vời. Con bé nhà báo đấy nhìn được vậy, dài, mình hạt sương mai mà trông có mỏng mày hay hạt ấy. Đấy, rong rảo. Thế nhưng mà hỏi bác Chính bác ấy, trả lời phát nào cứng họng luôn, không phản biện được. Ú ớ ngay, cũng kiểu như con Lisa đấy. Bé Lisa vào đây anh cứ lõi ngôi, anh dẹn cho thì tống cái họng, tống cái mồm cái là ú ớ ngay. Không nói được câu nào. Dạo này không có ngân hàng câu hỏi nữa, chán rồi. Bây giờ ngân hàng câu hỏi hết cũ rồi. Đấy. Mà ông nào còn thừa lõi ngôi chuẩn bị đi chứ. Chúng nó vào xong thì công cứ nhét mẹ ăn lõi ngôi mồm nó im ngay. À, quá tuyệt vời. Nói vụ Sư Thích Minh Tuệ đi cu, hôm qua tôi nói rồi, tối qua tôi nói gì đấy. Sao bảo ông ấy không nhận là nhà sư? Tôi nói hôm qua tôi nói rồi, nói gì nhiều. Nào, nên là có tí rồi được không? Hôm nay Tết đi có tí bánh trôi, bánh chay được không? Cà phê cà pháo nào. Nói chùa Ba Vàng đi bác, chùa Ba Vàng nó uy nghiêm quá. Chùa Ba Vàng bây giờ cứ làm xấu đi cái chả ai nói gì được. Bây giờ cứ làm sao mà chùa Ba Vàng đừng có đẹp, đừng có xinh, đừng có to để xấu xấu như cũ chả ai nói gì được. Bây giờ nó uy nghiêm quá, đẹp quá. Trigon, chùa Trigon. Bây giờ cứ để cái chùa Ba Vàng nó xấu như cái chùa xấu xấu như chùa Cổ Lễ thôi chẳng hạn, chả ai nói gì.
quê tôi đầy chùa, toàn chùa xấu chả ai nói gì. Cứ chùa đẹp nó dí. Là tới có khi các loại chùa khác, chùa to, chùa đẹp, chùa nguy nga, hay là chùa Bát Nhã ở Mỹ đấy. Đấy, ví dụ mà nó nhỏ nhỏ như cái chùa Bát Nhã ở Mỹ đấy. Chùa Bát Nhã Mỹ thế bảo bán rồi hả? Không biết đầu cai đầu dài mới đâu ông nào. Không biết là không biết cai đầu dài mới đâu ông, chùa Bát Nhã là bán rồi ông nào. Sư Thích Minh Tuệ đã ra đến Tiền Hải Thái Bình rồi. Vâng. Rồi ra làm gì anh? Rồi như nào? Có vào chùa keo hay là như nào không? Nương nhờ cửa Phật không? Với đi sư là gì? Các bạn nên nhớ là đi sư là gì? Là khi mà người ta muốn thoát khỏi trần tục, đi theo Phật ấy. Cái chữ Phật nó gồm chữ buông bỏ và chữ nhân đứng mà. Chữ Phật trong Hán tự đấy. Trong chữ Nho của mình là chữ nhân đứng và cái chữ buông bỏ. Tức là buông bỏ, là con người buông bỏ tất cả. Thế là người ta đi theo Phật. Thế thì đi theo là sư thì là buông bỏ, không tham sân si, không đây ngồi đây, không có vướng bụi trần, không gái gú gì cả, không dục vọng. Chứ còn thứ ba nữa là sư, là đi sư là phải có tác dụng cho những cái người mà không đi sư. Ví dụ như là anh đi sư là anh giảng pháp, đúng không? Anh là người tiếp cận với cả kinh dịch, tiếp cận với cả những cái cuốn chân kinh để mà đưa được cái điều hay lẽ phải đến với đại chúng. Kính thưa đại chúng, tôi Thích Minh Tiến, ví dụ thế. Hôm nay là nói về năm điều Bác Hồ dạy đấy. Mà cái quan trọng nhất là sư gì thì sư vẫn phải là giáo dục lòng yêu nước. Mà sư mà không yêu nước thì vứt. Vẫn phải tự tôn dân tộc, vẫn phải dân tộc là trên hết. Dù có sư rời, bất kể tôn giáo đảng phái gì, hay là công ty xí nghiệp doanh nghiệp gì, thì dân tộc vẫn là tối thượng, đúng không? Mục đích tối cao vẫn là như vậy. Đấy. Thì cái quan trọng là phải làm những cái điều mà anh là cái cầu nối để truyền tải được những cái cuốn chân kinh có tác dụng cho đại chúng, để đại chúng nghe, đại chúng sống, đại chúng làm việc. Chốt hạ lại một câu là đại chúng sẽ làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Vậy thôi. Đơn giản là như vậy thôi. Câu chuyện đó là gì? Đúng không anh em? Chứ còn suốt ngày cái gì mà tiền bạc dính dáng đến được, không được. Nói cái đấy là cái tiền bạc nó hèn đấy. Không ai nói tiền bạc liên quan đến sư sãi và cái tiền bạc làm gì. Không cần. Ngày xưa quê tôi là tôi rất tự hào về chùa Cổ Lễ nhà tôi. Chùa Cổ Lễ có một cái tháp rất là cao. Ngày xưa tuổi trẻ của tôi là lúc dậy thì là chuyên đi vào đó, hội chùa Cổ Lễ là đi vào đó để đi nướng khoai với cả đấy một số cái đấy, một số thứ đấy. Chùa Cổ Lễ 27 vị sư bỏ áo cà sa khoác chiến bào đấy, nợ nước mà đấy nó hay này. Công nào về chùa Cổ Lễ có cái chuông mấy tấn ấy, chuông đồng mấy tấn to lắm. Thứ hai là có cái tháp, nhất là những cái ngày hội lễ chùa Cổ Lễ ấy, là anh em cứ trèo lên tháp để ngắm, chịu khó trèo lên rồi sau là làm một số tuyệt vời. Hôm nay ăn cơm cái gì? Hôm nay ăn cơm với cái gì được bạn ơi? Ăn cơm béo, hôm nay ta ăn bánh chưng. Mày hỏi béo mấy cái đấy, đây này, bánh trôi, bánh chay ta mua cả bịch này. Ta ăn từ giờ đến chiều. Tí nữa ta về cúng các cụ. Sao rồi ta ăn? Việc hỏi đéo ăn cơm được gì? Ăn nhiều cơm nữa tiểu đường, nhiều tinh bột lắm, hai nó béo. Bé sôi to thế chứ. Còn vã quá. Kinh thật, nhìn hại quá. Này, các bạn không biết đặt câu hỏi à? Tôi hỏi thật đấy, có cái bạn tên là gì đây? Mr. Trần Bài này. Anh nói thầy Thích Minh Tuệ đi. Thứ nhất là Thích Minh Tuệ không biết hoa. Thứ hai là anh hỏi thật ông này có phải là nhà sư không? Thứ ba là ông mặc cái bộ quần áo là phân lô bán nền đấy. Tôi biết cái bộ áo khoác lên là phân lô bán nền không? Đấy là theo môn phái nào vậy? Cái nếu mà các bạn xem phim mà có Tam Mao ấy nhỉ? À không phải, phim có cái ông gì mà cứ cầm cái quạt là phim gì nhỉ? Thái Công nhỉ? Tế Công. Ông ấy mặc cái bộ quần áo giống cái ông này. Đấy, có cái bộ phân lô bán nền. Hôm qua ta nói rồi mà. Bạn phải hỏi là hỏi về cái gì? Tự nhiên nói về người ta, tôi có ăn ngủ với cái ông sư đấy đâu mà ông biết. Đầu tiên tôi hỏi là ông đấy có phải là sư thật không? Thứ hai là ông ấy tu ở chùa nào? Học kinh thánh ở đâu? À quên, xin lỗi, đọc kinh dịch ở đâu? Đấy, nên phải hỏi, chả biết cái gì, có ăn ngủ với người ta đâu mà biết. Ông đấy có phải là Thái Công mà Tế Công, đúng không? Ông đấy mà thêm cái mũ nữa,
cái mũ mà kiểu cầu cầu kiểu kiểu như là con gà gà trống ấy nhỉ, gà trống hoa mơ ấy nhỉ, kìa con gà trống hoa mơ mải mê đạp mái bạc phơ mái đầu đấy, cái kiểu kiểu như vậy. Được không? Thế nào, tình hình thế nào? Nào Hoàng Văn Hoan, anh nghĩ sao về đối tượng này hả anh? Anh không biết về ông Hoàng Văn Hoan là đối tượng nào, chưa có một thông tin báo chí chính thống nào nói về Hoàng Văn Hoan. Các em toàn nghe trên YouTube với bọn nó nói. Anh hỏi thật đấy, anh cho anh hỏi tí, em biết ông ấy quê đâu và ông sinh năm bao nhiêu, và cho anh xin một số những cái dẫn đường dẫn của báo chính thống của nhà nước này nè. Như mấy cái kênh YouTube nó tuyên truyền ông ấy là phản động đúng không? Là phản động đúng không? Đúng không? Thì các em hình như các em bị cứ nghe chúng nó nói là tin ngay vậy. Thế hỏi thật đấy, bây giờ các em thử tra ngược lại cho ông ở đâu, quê quán ở đâu, bố mẹ tên gì, rồi ông làm những cái việc gì, và báo chính thống nào, báo nào của nhà nước đưa tin, báo chính thống ấy, tài liệu ở đâu, cho anh xin tí được không? Các em cứ thích nghe hơi nổi chõ làm đéo. Xem có cái video clip nào của nhà nước không? Của ấy không? Của báo chính thống hoặc là của truyền hình nhà nước không? Của các cái trung tâm lưu trữ nào họ có, để cho anh xem về ông ấy ra. Nếu anh xin phép là anh không biết có tài liệu nào để nói về ông. Mình nói mình như các bạn thôi, mình chỉ học hỏi và nghe nói thôi. Thế các em phải có tài liệu đã. Cứ nói không nói linh tinh người ta cười. Cứ thấy một số thằng nó dắt mũi cái là cứ thế đi nghe, nghe xong mặc định là nguy hiểm. Sao không có ai hỏi gì à? Không có giao lưu rồi chó rồi chiếc tên Tây đéo đâu hết rồi. Johnny đâu? David đâu? David Nguyên đâu? Johnny, Misa, Lisa đâu hết rồi? Kim đâu? Quỳnh Lưu vậy à? Liệu tôn giáo có phải do giới tinh anh lãnh đạo tạo ra nhằm mục đích chính trị không anh? Đó là điều đương nhiên em. Em chỉ cần hỏi á, em chỉ cần hỏi câu này này, hỏi câu này em sẽ hiểu. Tại sao Tổng thống Mỹ khi tuyên thệ nhậm chức lại đặt tay lên cuốn Kinh Thánh mà không đặt tay lên cuốn Hiến pháp của nước Mỹ? Em hỏi được câu đấy là em hiểu được tất cả thôi. Tất cả các quốc gia đại đa số là người ta sẽ đặt tay tuyên thệ lên một cuốn hiến pháp, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, thượng tôn pháp luật, hiến pháp. Nó đặt vẽ tay lên cuốn Kinh Thánh cơ mà, nó đẳng cấp thế cơ mà. Hai nữa là trên đồng tiền đô la nó để In God We Trust. Mở ra xem có đúng cái đồng tiền đô la nó có In God We Trust đâu. Tại sao không là A Di Đà Phật? Đố bao giờ thay đổi được cái từ In God We Trust bằng A Di Đà Phật, mà hoặc là bằng cái từ khác, và đố bao giờ thay được chủ tịch Fed không phải là người đi theo đạo Thiên Chúa. Ta đố theo đạo thay được, đố thay được, sao mà bình đẳng lắm, ai làm thì được, cứ người tài là làm được. Anh cứ ngóng Lisa là sao ta? Không, anh cứ ngóng Lisa đâu. Lisa vào đây để anh cho cái lõi ngô mà. Anh em nó cho lõi ngô. Con này bé Lisa bọn thất học chứ phải, nó cứ đi học hành đéo được mấy cái con ứ. Lang thang ớt át, theo cha theo mẹ đi Mỹ. Chắc là lúc vượt biên lúc theo cha theo mẹ đi Mỹ thì ứ à ứ. Cái quan trọng là nó biết tiếng Việt. Mà nó biết tiếng Việt, nó biết bình luận ấy là đồng nghĩa việc là nó đã học ở Việt Nam rồi. Thứ nhất là nó đi Mỹ chắc là tầm khoảng 10-12 tuổi. Còn Lisa là chắc sinh năm khoảng độ 65 đến 75 trong cái giai đoạn đó. Tức là đi ra khỏi Việt Nam nó khoảng độ 10-12 tuổi. Nó mới đánh văn bản được như vậy. Chứ cái bọn đi từ nhỏ nó không văn bản được đâu, nó không nói được tiếng Việt đâu, u ớ mà. Các bục thôi, và cái cách hành văn của những người đi sinh ra bên kia nó kém lắm. Các bạn không tin các bạn cứ hỏi mà xem. Cứ tiếp xúc với họ, cái cách nói chuyện này, cách hành văn của những người mà sinh ở bên đấy là không như Lisa đâu. Và họ cũng không có tư tưởng chống cộng, không có tư tưởng chửi nhà nước Việt Nam. Cái bọn mà nó đi mà sang bên Mỹ ấy, là khi nó 12-13 tuổi ấy,
thì nó tầm tầm 7 đến 10, 12, 13 tuổi thì bao giờ nó cũng biết tiếng Việt và nó gõ được. Có tí rồi. David Son, ui ông này vào đây mấy lần nhỉ? David Sơn này. Ông này tên là Sơn nhưng mà họ David. Tao tưởng David gì. Hóa ra David Sơn tổ tiên là đéo có rồi. Vứt vẹ tổ tiên đi rồi. Trần Nguyễn Lê chắc đéo quan tâm. Chào David Sơn nhá. Thế là mình vẫn dùng tên là tên Việt, còn là mộ tổ mình vứt vẹ đi rồi đúng không? Dùng họ David à. David là dòng dõi ở đâu nhỉ? Thế là Lê Trần Lý đéo quan trọng đúng không? Đúng không? Vũ Hùng Vũ Hiếp quan trọng đéo gì đúng không? Bà Trưng, bà Triệu, Trần Hưng Đạo làm gì đúng không? David mới đẳng cấp. Chào Vít nhá. Bố tổ sư. Nào hỏi cái gì? Pháp luật Việt Nam không bênh kẻ yếu, chỉ có Chúa mới làm được điều đó. Đéo hiểu. Anh tôi có biết Chúa đéo. Thế tại sao nơi Chúa, quê hương của Chúa mà sao dạo này chết nhiều thế? Hả? À? Sao Chúa không giúp cho quê hương của Chúa được những cái quả đạn nó rơi xuống cái giải Gaza nó tịt mẹ đi. Anh có làm cách nào anh cầu cho bảo Chúa xem cho nó xịt hết đi. Anh giúp tôi tí được không? Cái chỗ vào cái khu Jerusalem đấy. Đấy cái chỗ đấy quê hương đấy mà sao mà nằm tham nó nổ kinh vậy. Anh có làm cách nào anh bảo Chúa vặn mẹ cái vòi nó tịt lại không? Cho tịt mẹ đi. Đỡ mệt. Chỉ có Chúa mới làm được. Chứ các em chịu. Chứ không phải là do các nhà máy vũ khí khí tài à? Có Israel à? Hay là... Tôi đố anh đấy. Tôi đố anh làm đấy. Hoặc là làm sao đấy. Đấy quê hương luôn đấy. Tôi nói mẹ quê hương luôn. Chả cần phải nói ở cái chỗ nào xa xôi. Nói thẳng Jerusalem luôn. Được chưa? Kể cả quê hương của Phật. Ngày hôm nay còn đang đói. Các bạn cứ sang Ấn Độ, sang chỗ Nepal đấy. Các bạn xem. Còn đang đói. Đói lắm. Không có tứ khoái đâu. Cho nên cái đấy nó chỉ là một cái gọi là ấy thôi. Các bạn vừa phải thôi. Hiểu không? Phải tỉnh táo. Cứ năm điều Bác Hồ dạy là xong. Đầu tiên là yêu tổ quốc yêu đồng bào. Mẹ chê tổ quốc đâm đồng bào chỉ có chết. Chết mẹ chúng mày hết. Chắc chắn những thằng chê tổ quốc đâm đồng bào chết chắc. Thứ hai là học tập tốt, lao động tốt. Chúng mày học tập dốt, lao động lười, chết chắc. Mày cứ chỉ cho tao thằng nào học tập dốt, lao động lười mà có cơ đồ sự nghiệp vẻ vang, mẹ tao nể. Thứ ba là đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Mày cứ chỉ cho thằng nào mà không đoàn kết và vô kỷ luật mà có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc và tự do rồi đẳng cấp và rồ. Mày kể cho tao. Cứ không có đoàn kết, mày kể. Và thứ bốn là giữ gìn vệ sinh thật tốt. Thằng nào mà ở bẩn, ăn bẩn. Ví dụ như là bây giờ ăn hàu với cả sữa chua. Ăn hàu sống với sữa chua. Thế chúng mày thử xem nào. Hay là vệ sinh đấy. Đấy, tao chỉ có 5 điều Bác Hồ dạy. Chúng mày nói rời nói biển. Chúng mày cứ làm ngược lại 5 điều Bác Hồ dạy. Chúng mày chết cụ chúng mày luôn. Cuối cơ điều cuối là khiêm tốn thật giả dũng cảm. Mày cứ để có, mày chỉ cho thằng nào là vênh váo, đúng không? Lọc lừa và hèn nhát. Đấy, mày cứ chỉ cho tao thằng nào vênh váo, lọc lừa, hèn nhát mà có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Mẹ tao gọi là thiên tài. Mày chỉ đấy. Đấy, trong cái xã hội thì chỉ có 5 điều đấy. Không có một cái nhà hiền triết nào, một cái nhà khoa học nào có thể phản biện được 5 điều Bác Hồ dạy. Đúng trên toàn cõi, trên toàn cầu luôn. Đéo có chuyện sai. Đúng từ trong gia đình ra xã hội, từ quốc gia này sang xuyên quốc gia khác. Tôi đố mới trả lời đấy. Thằng kia vừa nói Chúa trước đấy, mày bảo cố gắng bịt mẹ đấy. Mấy cái bom rơi đạn lạc ở quê hương của Chúa đi, để cho dân được sống. Nha. Trả lời. Mày gặp tao mày phản biện thì mày to mày mừng như mẹ về chợ nhá. Chào anh, bạn tên là gì? Phan Hằng Du Mục 99. À, fan của Hằng Du Mục đúng không? Hằng Du Mục là ở Trung Quốc đúng không? Bán kỷ tử với cả táo đỏ đúng không? Chào anh. Chấm, không chấm không phải. Chào anh chữ anh đầu tiên để viết thường, chữ anh thứ sau viết hoa. Anh nghĩ sao? CTTG tờ 3, tức là chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra. Xảy không có chuyện là S gì em nha, là X gì, chứ không phải là xảy ra. Là xảy ra, chứ không phải là xảy nha. Cuối năm nay không. Đéo hiểu sao. Chán. Rồi như nào nữa? Chốt hạ là muốn hỏi cái gì? Fan của Hằng Du Mục đâu rồi? Chốt hạ là cuối cùng muốn hỏi điều gì? Đó. Căng thẳng quá vậy.
mới đọc xong cái đoạn đấy thôi, chả thấy chốt hạ gì. Xảy ra cuối năm nay không, chả dấu hỏi đéo, chả phải chấm. Hay đầu năm 2025 xin một lần được ghim. Tất cả đều là dự báo, điều này không ai có thể nói trước được. Chiến tranh thế giới thứ ba có xảy ra hay không, nó tùy thuộc vào Mỹ. Tùy thuộc vào Mỹ. Và Mỹ là cầm chắc 50%. Nếu như xảy ra không là do Mỹ hết. Mỹ nó chỉ xảy ra khi đồng đô la nó càng ngày nó càng yếu và Mỹ mất tiếng nói trên trường quốc tế. Nếu như châu Âu mà bằng mọi cách thoát Mỹ, bằng mọi cách thoát Mỹ thì sẽ xảy ra đánh nhau. Còn châu Âu mà còn là bẹt dê của Mỹ thì sẽ không xảy ra đánh nhau. Chiến tranh thế giới thứ ba chỉ xảy ra các cái vùng xung đột thôi. Xung đột thôi. Đấy là điều chắc chắn. Thì còn cái việc và thời điểm thì khó, không thể nói trước được. Bởi vì không ai biết được có Covid và nó có thể chiến tranh thế giới, nó có thể xảy ra bằng chiến tranh sinh học, bằng vũ khí hóa học hoặc là bằng dịch bệnh. Có thể căn bệnh X sẽ là cái căn bệnh tiếp theo mà chúng ta phải đón. Và cái đấy nó còn nguy hại hơn cả bom đạn. Các bạn biết rằng là ngày hôm nay bom đạn đang xảy ra nó chỉ ở vùng xung đột thôi. Nó chỉ ở Ukraine, ở giải Gaza thôi, ở Yemen thôi, ở Biển Đỏ thôi. Nhưng mà Covid ấy, nó bao trùm toàn cầu. Chúng ta ấy, mất hết tứ khoái. Covid nó là gì? Nó nguy hiểm ở chỗ đấy. Còn chiến tranh nó chỉ xung đột để bán vũ khí thôi. Đấy, cái đấy mới là khó. Xem trên YouTube. Trên YouTube có cái gì hay hay không? Sao thế ông gì đó rồi? Ông David đéo được họ Hàn, về ngày xưa họ gì? Thế đã làm cái lễ rửa họ chưa? Nó hỏi thật thì cái ông David So Sơn này, hỏi thật là anh đã làm cái lễ rửa họ chưa? Hộ tổ mùa tiếp bốc đi hòa hỏa tạ cái gì đấy? Giải ra biển ra biết gì chưa? David Sơn à, lại tiếp tục. Chúa dẫn đường là có cuộc sống ấm êm, tự do dân chủ. Dạ vâng, Chúa dẫn đường, đúng rồi. Thôi anh cứ theo Chúa thôi, kệ người ta, cho người ta tin kệ, đừng quan tâm đến các bạn. Mình hỏi câu chốt hạ họ có trả lời đâu, họ đổi câu hỏi mà. Đấy, lúc nãy có trả lời đâu mà chỉ có đổi câu hỏi. Bây giờ có trả lời câu này nó lại đổi tiếp. Nó có nói được đâu. Bây giờ nó ất ơ vậy thì nói sao nào. Bây giờ còn ngáo ngơ vậy, khá thì đéo được. Giờ này vẫn còn ngất ngơ vậy. Nó nhồi cho như nhồi vịt, đấy mới gọi là nhồi sọ. Đấy mới gọi là nhồi sọ. Chúa bảo phải yêu thương kẻ thù nhưng mà các con Chúa toàn đánh nhau. Bên này bên kia đánh nhau, dọi nhau như vịt. Lại giống Chúa đi bộ vào năm. Mình đã nói rồi, mình đã nói với các bạn rồi, các bạn ấy nhận thức như thế mình có trả lời thì nó cũng hỏng. Nó không nên tranh cãi làm gì cho nó mệt. Nó đã đổi câu hỏi suốt ngày chán rồi này. Sao đấy? Tôi thi đấu là 68 phút rồi đấy, chuẩn bị dừng để con về cúng để bánh trôi bánh chay hôm nay Tết. Quá tuyệt vời. Anh cho em hỏi về đấu tố địa chủ đúng hay sai, anh kể lại cho mọi người nghe. Em đang học gì chủ đề này, anh nói bao lần mình phải nói cái câu chuyện là hai việc. Thứ nhất là việc về chính sách cải cách ruộng đất, mà chính sách đấy tối thượng là người cày có ruộng. Thì trước khi không có cải cách ruộng đất ấy thì chúng ta người dân cày không có ruộng và đất thuộc địa chủ. Vậy thì người dân đi tham gia làm cách mạng để đánh đuổi quân thù ra khỏi bờ cõi, rửa nỗi nhục mất nước là để có tư liệu sản xuất, có sổ đỏ cho ngày hôm nay. Chính sách không bao giờ sai, chắc chắn là như vậy, không thể sai được. Và sau này Nguyễn Văn Thiệu cũng phải quanh đi quẩn lại thì cuối cùng vẫn phải dùng cái chính sách là người cày có ruộng. Đấy là hoàn toàn. Còn đấu tố thì có cái đúng có cái sai. Thứ nhất ý, là
lúc đó các cái cán bộ của chúng ta chưa được đào tạo nhiều. Và thứ hai là trong lịch sử hình thành, trong cái tiến trình lịch sử thì những cái thành phần địa chủ là cường hào ác bá. Điều đó chúng ta không thể phủ nhận được đâu. Nhất là những người địa chủ đừng bao giờ phủ nhận cái điều đó. Trong địa chủ thì cũng có địa chủ tốt, địa chủ xấu. Cũng giống như trong đảng ấy, đảng là cũng có đảng viên tốt và đảng viên xấu. Hiểu không? Thì thời điểm đó nó sai ở cái chỗ rằng là xử lý máy móc. Tức là có những địa chủ rất tốt với cách mạng. Ví dụ như là gia đình địa chủ Nguyễn Thị Năm chẳng hạn. Thì đấy là cái mà nó mất mát. Cái đấy Bác Hồ không muốn, không muốn điều đó. Mà chỉ có những cái thành phần gọi là thành phần cường hào ác bá thôi. Đấy là cái sai, là cái sai chỗ đấy. Hiểu không? Anh nói là như đấy. Thì cái chính sách nó không sai, nhưng mà cá nhân làm sai. Và Bác Hồ đã nhận lỗi trước nhân dân và trước đảng. Và sau đó là Tổng Bí thư Trường Chinh đã mất chức. Các bạn biết mà, tôi đã nói rồi. Nhưng mà trong nó cũng giống như một cuộc chiến ấy. Trong một cuộc chiến cũng vậy. Chúng ta giành lại được Giang Sơn Gấm Vóc, chúng ta chấp nhận phải hy sinh. Thì trong một cái cuộc giải cứu, chuyến bay giải cứu cũng vậy, để cứu được hàng vạn người về, người nước ngoài về Việt Nam, thì chúng ta cũng đã có những đảng viên thoái hóa biến chất và tạo ra chuyến bay những cái thằng tham ô, tham nhũng, và đã xử chuyến bay giải cứu. Nhưng mà chính sách nó đúng, các bạn hiểu không? Chính sách nó hoàn toàn đúng, phải không cứu thì cũng không được. Đấy, cái cải cách trọng đất cũng vậy, chính sách nó hoàn toàn đúng đắn để người dân mới có. Và cái phần trong cái lúc đánh nhau, trong cái lúc một cái cuộc chiến như vậy thì phải chấp nhận có những cái thương đau như vậy, không thể tránh khỏi, đơn giản như vậy thôi. Nhưng còn bây giờ ngồi mà lật lại, xét lại thì bây giờ sau này có khi khoảng 30 năm sau nó lại xét lại cái việc chống tham nhũng của bác Nguyễn Phú Trọng thì bỏ mẹ. Nếu mà cứ xét lại thì chết. Bây giờ nhân dân chúng ta, tôi, các bạn khán giả ở đây đều đồng tình ủng hộ trong cái giai đoạn này, thời khắc này và địa điểm lịch sử này, đều đồng tình cái việc mà bác Nguyễn Phú Trọng cùng với Bộ Chính trị đang chống tham nhũng, tiêu diệt những cái thằng quan tham. Nhưng mà 20 năm sau bọn nó ngồi nó xét lại à? 30 năm sau chúng nó ngồi xét lại à? Xét lại cái việc chống tham nhũng à? Úi giời, chống tham nhũng làm mất hết đi nhân tài, chống tham nhũng mất hết đi người tài như ông Đinh La Thăng, như ông Nguyễn Thành Long, mà bây giờ chúng ta đang ủng hộ tại thời khắc lịch sử này, đúng không? Chứ không thể xét lại được nhá. Việc nào nó đúng là đúng, nó tồn tại. Việc nào nó sai, nó sẽ không tồn tại. Cho nên các bạn phải hiểu về bản chất cốt lõi của nó. Anh nghĩ sao về giới trẻ Gen Z ngày nay được cho là yếu đuối, suốt ngày đòi được chữa lành? Đừng nói đến giới trẻ một bộ phận thôi. Thứ hai, em bớt cái từ Gen Z đi. Tao ghét nhất những cái thằng là dùng từ Tây chèn vào đây. Mẹ, kể cả ở bọn trên truyền hình mở mồm ra Gen Z, Gen cái đéo gì. Đó là giới trẻ, là giới trẻ. Gen đéo với Gen Z, bây giờ bao nhiêu người hỏi từ Gen Z là gì? Mẹ tao thì hiểu chứ bao nhiêu người ta hiểu. Nhũ nhặt, bớt mẹ mẹ Tây đi. Kể cả cái bọn ca sĩ, nghệ sĩ thế. Tôi đề nghị là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra ngay một cái văn bản liên quan đến tên, tuổi của những người có tầm ảnh hưởng. Sơn Tùng là Sơn Tùng, Thanh Lam là Thanh Lam, Tùng Dương là Tùng Dương. Làm đéo gì có chuyện là ca sĩ Ben Lì Tiên. Hả? Sống ở cái đất nước hàng trăm triệu dân, hồn cốt dân tộc 5.000 năm đến nơi rồi mà lúc đéo đã dùng Tây, Tây cái đéo. Bớt nó đi, đi sang nước ngoài mày dùng cái kệ mẹ chúng mày. Mày đi giao dịch kệ cụ chúng mày. Đề nghị là phải dẹp ngay những cái bọn đấy. Nó kiếm cơm từ đồng bào tiếng Việt nhà mình. Nó có hát được cái tiếng đéo nào đâu mà ngoài cái tiếng Việt này. Mà lúc nào cũng dí cái tiền Tây mà min di, min cái đéo gì, di là cái gì, min là cái gì, nhũ nhăn vớ vẩn. Cái đấy là đề nghị nó không có quá trớn, để bây giờ nó nhờn, nhãi danh nó nhờn, nó quen, nó thích đặt cái gì nữa đặt, nhũ nhô nhằng nhằng. Truyền hình nó còn dùng những cái chuyện thằng thì nói là Gen Z, thằng thì nói là Gen Z, mỗi cái thằng một kiểu. Cứ nói là giới trẻ là giới trẻ. Thế thôi. Lằng nhằng. David Sơn, địa chủ người ta làm giàu cho bản thân, họ hướng đến hạnh phúc sai ở chỗ nào? Ừ, làm giàu cho dân hướng đến hạnh phúc, phúc cái bà mẹ chúng mày. Hạnh phúc. Mẹ mày nó bú cả vú ở người khác, nó lấy cả con gái cho người khác, mày bị ất ơ à? Bố tổ cụ của chúng mày. Địa chủ mà làm giàu cho dân ấy thì đã đéo có cuộc cách mạng. Bác Hồ đã không làm cách mạng thành công,
dân mà ấm no hạnh phúc như cái thời này ấy, thì Bác Hồ đã không phải bôn ba đi tìm đường cứu nước. Thế tao hỏi mày đấy, toàn bộ cái thời địa chủ đấy, Pháp lãnh đạo đấy, toàn Tây lãnh đạo đấy, mày trả lời tao một câu thôi, Việt Nam là gì trên trường quốc tế? Việt Nam là gì trên trường quốc tế? Tao đố mày trả lời đấy. 80 năm rồi, Pháp lãnh đạo Việt Nam, địa chủ đây. Đấy, như mày nói là làm giàu hạnh phúc cho nhân dân, mày trả lời tao, nhân dân có ấm no không? Tại sao người dân mù chữ? Tại sao 90%, hơn 90% người dân mù chữ? Trả lời! Mày không trả lời được, mày bốc mẹ rồi nhét mẹ, tao cho anh em cho nhét cứt được mồm. Và Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới không? Người Việt Nam chào cờ gì? Con bà chúng bảy nữa. Hả? Nói! Ấm no hạnh phúc. Đấy! Trước khi có cách mạng địa chủ tồn tại đó. Trả lời đi! Trước khi có cách mạng đó. Trả lời đi! Việt Nam tên là gì? Người dân ấm no hạnh phúc như nào? Súng ống đạn dược sao? Của cái vật chất thế nào? Mày trả lời ta sẽ là ấm no ở chỗ nào, hạnh phúc như nào? Tại sao mù chữ? Tại sao Bác Hồ phải nói cái câu là hỡi hỡi đồng bào còn đọa đầy đau khổ? Đấy, tại sao phải nói như vậy? Chúng ta phải lấy sức dân để giải phóng cho nhân dân. Nói! Còn bà chúng bày nữa, toàn một lũ chó. Chó đéo già chó. Nó bảo thế thì phải xử theo luật, sao luật đổ họ đấy? Luật hả? Nó bảo thế. Luật chứ còn gì nữa? Không để nó chơi, để nó làm loạn à? Bây giờ ấy, mày phải trả lời một câu ấy, luật là trả lại đất cho dân cày, tất cả đất là của toàn dân, cách mạng đứng dậy để vùng lên để mà lấy đất cho dân. Bây giờ xin lỗi các bạn ấy, những người ta trả đầy đủ, không có ai bị đấu tố cả. Bạn cứ hỏi tất cả những nhà địa chủ quê tôi, địa chủ đàng hoàng, không có ai bị đấu tố cả. Còn đâm những cái thành phần nó cứng đầu cứng cổ, nó đéo thèm trả luôn đi chứ. Hỏi công tử Bạc Liêu ấy, nó chơi lại như thế nào? Hỏi người ta trả lại bình thường, ở đâu mà ra cái đất đấy? Chúng mày trên rời rơi xuống à? Bố cụ của chúng mày to mồm. Thôi, ông có tiên, ông có tổ tiên đâu, đéo đâu mà David ý, Trần Lê Nguyễn đéo gì đâu mà quan tâm làm gì? Quan tâm làm gì? Đấy, đấy chính là chủ nghĩa xét lại đấy em. Anh nghĩ sao về câu phát ngôn của vợ dâu nói cô sáu tâm thần trên mạng xã hội? À, cái thằng vượng dâu nó có phát ngôn đâu. Đừng có nói nó phát ngôn, ta đố mày trả lời được nó phát ngôn ở đâu đấy. Đi bình luận cũng không hiểu, tiếp thu thông tin cũng không hiểu. Vượng dâu chưa bao giờ nó phát ngôn bằng video clip, bằng mồm nó. Ta đố mày trả lời được đấy. Tao là thằng mẹ mày đi guốc trong bụng đó đây. Nhãi danh. Bây giờ nói chữ phát ngôn là chết rồi. Bây giờ nó kiện lại là chết mẹ rồi. Bây giờ nó lên nó gặp, và bây giờ nó làm cái đơn kiện, nó gọi ra công an, nó bảo bây giờ anh chứng minh tôi phát ngôn. Làm sao để tìm được cái video clip nó phát ngôn ở trên mạng xã hội? Vào đây tham gia mạng xã hội, trước khi nói, trước khi hỏi ấy, thì phải chắc. Trả lời thế nào, ai phát ngôn, đâu clip nào? Các bạn phải hiểu cho nó bản chất của sự việc. Tìm đúng chân tơ kẽ tóc để giã vào mõm chúng nó, chứ không phải cứ thích lên đây nói linh ta anh tinh đâu. Không có, nó giã cho lại chết, khổ. Anh nghĩ sao về định hướng cải cách chế định, không hiểu, CTN khôi phục chế định CTN đứng đầu CP như hiệp định, như hiến pháp 1946. Không có nghĩ gì hết. Hiến pháp hiện tại bây giờ cải cách là cái gì? Tôi chả hiểu. Đảng lãnh đạo toàn diện, lực lượng lãnh đạo duy nhất ở Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam, người đã có công giải phóng đất nước và rửa được nỗi nhục mất nước, có công thống lĩnh, thống nhất toàn bộ non sông gấm vóc, thu về và để cho người dân có ngày hôm nay. Chưa hiểu bạn nói cái gì, tôi chả nghĩ sao, thì không biết ai nói cái chuyện này mà nghĩ sao mới không nghĩ sao.
cưỡng chế tài sản của địa chủ là đúng hay sai, đúng quái chứ, cưỡng đéo mà cưỡng, phải trả lại toàn bộ cho nhân dân. Đấy là đồng lòng nhất trí của nhân dân. Hiến pháp và pháp luật nó ghi rõ ràng rồi, địa chủ cứ cấp chấp hành đúng luật pháp, sống ở trong một đất nước có hiến pháp và pháp luật thì cứ đúng luật pháp mà làm. Thế thôi, làm đéo có chuyện cưỡng chế với không cưỡng chế. Mày đéo thực hiện pháp luật, mày không thực hành theo luật pháp và pháp luật thì mày người ta chả cưỡng chế. Đúng không? Bây giờ mày ra mày lấy cái ô tô nhà người ta, ô tô nhà người ta, thế đâu bây giờ người ta không cưỡng mày cái đéo giả, mày cứ ngồi lì trong đấy. Thế không cưỡng chế mày thì để cho mày ngồi ở rồi đấy à? Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã rõ như ban ngày, hiến pháp pháp luật, quốc hội được bầu ra rồi, nhân dân có rồi, bộ tài chính, bộ các loại bộ có rồi. Thế sống phải làm việc theo pháp luật chứ đi. Con bà nhà mày đi. Mày dùng đến từ cưỡng chế là mày sai mẹ. Mày sang Mỹ mày tao đố mày lấy được một tấc đất nào của nó đấy. Tao đố mày lấy được đấy. Mày thử sang Mỹ mày lấy thử tao một hecta đất. Xong mày bảo là đừng có ấy. Mẹ mày đừng kiếm chế bố mày. Đến vô gia cư ấy, chui vào trong rừng ấy, nó hất đi lúc nào được lúc đấy. Ngay cả nằm ở vỉa hè ở San Francisco vừa rồi, ông Tập Cận Bình sang nó dọn hết. Dọn xong lại đâu vào đấy, nó lại về. Nó quen rồi, nó quen ngồi đấy, nó xin được nhiều. Bọn vô gia cư ở San Francisco. Hết với hết rồi đấy nhỉ. Đã đủ nghìn mâm chưa? Vâng, bên này 4.154 người, bên này 4.900 người. Gần à, coi như nghìn mâm rồi đấy. Hôm nay có nghìn mâm thôi. Nên đây ăn chay thôi nha. Thiện 2K10, Mỹ cho rằng Mỹ can thiệp vào miền Nam Việt Nam là theo thuyết Domino của Cộng sản, chớ không ý định xâm lược Việt Nam. Ý anh sao? Đó là lật sử và đó là rửa mặt cho nó. Nó không dám công nhận nó thú. Thứ hai nó rửa mặt cho nó. Dân tộc Việt Nam, Bác Hồ đã nói đấy. Bác Hồ nói thẳng luôn, tôi thách ông Kennedy trả lời với nhân dân Mỹ rằng dân tộc Việt Nam thù oán gì với nhân dân Mỹ mà ông lại, đấy, các ông lại đưa quân đến Việt Nam dùng tiền thuế của người dân Mỹ để xả bom đạn đến Việt Nam. Dân tộc có quyền tự quyết. Vớ vẩn, Hiệp định Geneva nó ghi rõ như ban ngày, ông tự nhiên ông vào. Còn cái việc Cộng sản hay không Cộng sản liên quan đéo nước Mỹ. Giả sử như Việt Nam tao ấy, nó cạnh nước Mỹ thì bảo là mẹ mày chiến đấu, đúng không? Giả sử như cái nước Việt Nam nó sát với nước Mỹ thì bảo là nguy hại, sợ là Cộng sản. Việt Nam tao cách nửa vòng trái đất, nó liên quan đéo với nhân dân Mỹ. Thuyết đéo nhưng mà thuyết, bố láo. Việt Nam tao chọn đường lối chính trị thể chế theo tiến trình lịch sử và nguyện vọng của người dân. Đấy là quyền của một dân tộc. Thế sao ông can thiệp vào tôi? Còn giả sử như tôi cạnh ông ấy, ok, tôi cạnh ông, tôi xây cái chuồng xí trước mặt ông, ok, đồng ý. Chào mẹ ông thêm chữ tự xưng vào, không người ta hiểu nhầm. Chào bạn, bạn hiểu không? Mẹ chúng nó, các bạn trẻ con, các bạn đéo hiểu cái gì hết. Nước tôi không thù oán đéo gì cả. Đất nước chúng tôi cách nửa vòng trái đất. Chứ chả liên quan gì dân dân không? Các ông bảo là kể cả nước tôi, bây giờ chúng tôi vẫn Cộng sản đấy thôi. Bây giờ Cộng sản vẫn là Việt Nam đấy thôi. Các ông đến đây bắt tay ngập cán đối tác chiến lược toàn diện. Vậy thì những cái điều trước kia là gì? Mồm các ông nói là Cộng sản, các ông không chơi. Bây giờ chúng tôi vẫn Cộng sản đấy thôi. Đúng không? Cãi đéo gì. Mở mồm ra nói là Cộng sản đéo chơi. Thế bây giờ mẹ chiến lược đối tác chiến lược toàn diện. Đấy như các ông nói là domino đéo. Đấy là bóng láo. Chào em. Em đô lên anh. Ủa, thế em Giao Thủy. Giao Thủy Nam Định à? Bắt tay ra quê Vượng Dâu à? À, đúng rồi, quê Vượng Dâu. Không, quê Vượng Dâu, Xuân Trường. À, Xuân Trường, nhầm, xin lỗi. Thế đã em có Đồng Hương à? Dạ. Đồng Hương à? Em Đồng Hương. Kém tuổi anh hả? Dạ, em 87. À, 87 thì còn trẻ quá. Tuổi đéo gì trẻ? Tuổi mèo. Mèo. Cảm ơn. Anh cảm ơn nhá. Đấy, nằm gần đây. Nằm gần đây. Cảm ơn em nhá, chịu khó nghe kênh anh à? Em ở cào nhá, cảm ơn. Đấy. Yêu thương kẻ thù. Hôm nay là mùng 3 tháng 3, tự nhiên chào Bộ trưởng cái đến đây để có chúc mừng năm mới, yêu thương kẻ thù, quý hóa thế. Đấy, chúng mày xem dân tộc tao nó như thế. Đấy, nó phải có tính cộng đồng như thế. Nhớ không? Yêu thương kẻ thù như thế. Đấy, ông tối qua ngồi đây, có hai thằng cháu nó đến nó vã 200. Mỗi thằng 100 nó vã và mõm. Khổ thân tôi, khổ tôi, nghĩ thương tôi. Thương mẹ Việt Nam. Nào, con hiểu chưa? Con đã hiểu chưa?
việc lựa chọn thể chế chính trị của Việt Nam nó đúng theo tiến trình lịch sử và phù hợp với nguyện vọng và nhân dân Việt Nam. Đấy là quyền của dân tộc Việt Nam, không có thằng nào được can thiệp cả. Còn cái việc anh xâm lược là hoàn toàn 17 triệu tấn bom đạn, anh không những xâm lược mà anh còn tạo ra kẻ thù. Anh còn tạo ra một thế hệ người Việt chửi lại tiên tổ, chống lại cái đất nước này. Chứ đừng có nói rằng anh chỉ có mỗi xâm lược không. Thằng Pháp nó xâm lược không, xong là xong. Thằng Pháp nó đến đây nó lịch sự, thậm chí nó còn đặt tượng đài Bác Hồ ngay tại nước Pháp. Như thằng Mỹ nó có làm điều đó không? Hiện nay nó vẫn có những cái gì? Cây gậy và củ cà rốt, đúng không? Thằng Pháp nó chơi rất tử tế và chuẩn bị 70 năm kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp sẵn sàng sang để nhìn những đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu nước, cứu quốc. Thì làm sao có cái chuyện đấy? David Sơn lại đổi câu hỏi, đéo phản biện thì toàn đổi câu hỏi. Sao không đưa từng người ra tòa mà lại lật đổ rồi quy chụp là địa chủ, ai làm sai, pháp luật ở đâu? Ta đã bảo với mày rồi, thứ nhất ý là nếu mày phải hỏi là tại sao địa chủ không trả hết lại theo đúng pháp luật, mày không cần hỏi gì hết ý. Tao thách mày sang Mỹ mà mày, người cảnh sát nó bảo keep your hand mà mày giơ tay lên ý, nó đéo cần tòa luôn, nó xả mày 60 phát một. Đấy là điều chắc chắn. Mày phải hỏi là tại sao mà những thành phần địa chủ đấy không thực hiện đúng pháp luật. Mày đi hỏi lấy một cái sai để chữa cho một cái sai là sao được? Pháp luật nó có rồi, cứ thế mà làm. Mày chống lại pháp luật thì đương nhiên là sẽ có những cái biện pháp để giải quyết. Mày cứ sang Mỹ, cảnh sát nó đuổi mày không dừng lại nó bắn chết con mẹ, đéo cần phải tòa. Mày trả lời cái thằng mà cái cảnh sát nó đè vào cổ đấy chứ, thằng da đen nó bị đè cổ, mày trả lời tao nghe nào. Mày chưa đúng thì mày làm sao mày dùng một cái sai để nói cái sai, đúng không? Mày lấy cái sai để sửa một cái khác, không bao giờ có chuyện đó. Mày phải hỏi ngược lại là, đấy tao nói, tao đéo nói mày, mày chỉ có đổi câu hỏi thôi, mày không khá được, chán chúng mày, tao buồn cái lũ ngu chúng mày. Bây giờ mày đi đóng gạch con nhà người ta, đúng không? Xong bị cái thằng ấy đập cho mày phát chết. Xong mày bảo là sao anh ơi, sao anh lại đánh em thế? Sao anh không viết đơn kiện là em đã phịt vợ anh? Còn mày à chúng mày nữa. Mày thử làm thế ra xem nào. Hả? Mai mày đi phịt vợ này, mày để bọn tao phịt vợ mày đi. Thế xong là mày bảo mày không được động vào người tao, không được chửi tao. Nhá, mày nhớ nhá, phải đưa ra pháp luật. Anh ơi, anh Tiến đánh chén vợ em. Ôi giời, anh chén rồi nó thế đó. Bị mất rồi đấy, ví dụ thế. Hoặc con gái mạnh được, con gái mạnh được, tao để cho mấy thằng em này đấy nó đấy. Được không? U lao u tét. Có học hành đéo được. Tên Tây, bọn tên Tây, bọn này bọn Tây, Tây là Tây nhập lậu, biết cái cứt gì được. Tết đi đỗ, Tết đi đỗ, Việt Nam được theo Cộng sản, còn yêu và dên không được theo NATO. Như nào? Cộng sản và NATO nó khác gì nhau? Hả? Bạn hỏi thế nào? Cộng sản và NATO nó khác gì nhau? Việt Nam là Việt Nam, tự nhiên lôi yêu và dên đây làm gì? Tại sao tự nhiên lôi yêu và dên vào đây làm gì? Ta đang nói chuyện Việt Nam là Việt Nam, bây giờ muốn nói cái gì thì phản biện thế nào? Cái thằng Teddy thì cũng là tên Tây. À cũng còn giữ được cái ấy hả? Cũng giữ được họ Đỗ à? Hay là tên là Đỗ? Anh chửi hay nhưng hơi bậy anh ơi. Thì em có thể tắt TV đi. Anh đang nói đến cái đám cứt trôi sông cơ mà. Em quan tâm làm gì? Anh chửi là chửi những cái đi với bụt mặc áo cà sa, đi ma mặc áo giấy thôi. Còn em cảm thấy khó nghe thì em có thể rẽ trái được mà em. Anh phục vụ đâu phải mình em đâu em. Anh phục vụ nghìn mâm cơ mà. Nó khó ở chỗ đấy em ạ. Nếu phục vụ một nghìn em, một mình em thì dễ đó. Thì nhà anh chưa mượn được com lê, chưa mượn được ca vát, quả địa cầu chưa có tiền mua, lá cờ giá sách là chưa có. Thứ hai là nói nhẹ nhàng, sợ bà con người ta buồn ngủ. Em có thể em không buồn ngủ nhưng người khác người ta buồn ngủ, người ta đi ngủ mẹ mất. Anh đang phục vụ cả nghìn mâm nữa, anh em thông cảm. Bỏ quá cho nhá. Cảm thấy khó quá thì mình rẽ trái vậy nhá. Mình úp mặt vào sông quê thôi chứ. Đấy, khổ thế. Thôi thế thôi chị, không có gì thì thôi để còn về cúng cụ. Chào các bác, các cô, các chú. Hẹn các bác, các cô, các chú vào sau.